Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 193. Ngô Bình không nói thêm nữa mà chém chết anh ta ngay, sau đó thu dọn sơ rồi quay về lại khách sạn. Lam Chỉ Ngư đợi chưa đến mười mấy phút thì Ngô Bình đã quay lại và tiếp tục ăn cơm. Cô ta hỏi, lúc nãy có người đuổi theo cậu, là ai thế? Ngô Bình, là người muốn cướp đồ của tôi, đã giải quyết xong rồi. Lam Chỉ Ngư gật đầu, vậy thì tốt, gần đây cậu lộ diện hơi nhiều, thiết nghĩ có rất nhiều thế lực đang theo dõi cậu. Ngô Bình, cũng chẳng còn cách nào, có một số chuyện không phải tôi có thể kiểm soát được. Lam Chỉ Ngư, vì vậy nhanh chóng gia nhập một thế lực lớn sẽ có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, đợi việc ở học viện quân sự kết thúc tôi sẽ đến tiên giới Vạn Kiếm một chuyến, chính thức nhận thân phận đệ tử Chí Tôn Kiếm Đường. Lam Chỉ Ngư nói, tên tuổi của Chí Tôn Kiếm Đường rất lớn, nếu cậu giữ được thân phận đệ tử của Chí Tôn Kiếm Đường thì sẽ không có ai dám để ý đến cậu nữa. Ngô Bình, chị Chỉ Ngư nói có lý, sống ở xã hội này, một là phải có người chống lưng, còn không thì phải có thực lực, nếu không thì làm gì cũng khó. Lam Chỉ Ngư nâng ly rượu lên, cười, nói, Ngô Bình tôi kính cậu một ly, chúc cậu sớm tốt nghiệp. Cảm ơn chị Chỉ Lam, hai người cùng nâng ly. Họ vẫn chưa đặt ly xuống thì đã có người nhanh chân lên lầu chúc, sau đó đẩy cửa ra. Đó là một người đàn ông cao hơn 1m9, tóc ngắn, mặt chữ Điền, tầm 30 tuổi trở lại, một cánh tay xăm hình kiếm, tay kia hình thanh đao. Anh ta giận dữ, nhìn Lam Chỉ Ngư chằm chằm, nói, Chỉ Ngư, em đang hẹn hò với tên nhóc này sao? Lam Chỉ Ngư nhìn thấy người đó thì vừa bất ngờ vừa tức giận, nói, Hoàng Thập Lực, anh theo dõi tôi sao? Người đàn ông tên Hoàng Thập Lực đó hừ lạnh, nếu anh không đi theo em thì sao có thể biết em lén lút với đàn ông bên ngoài? Ngô Bình chớp mắt, không nói gì, dù gì thì cậu cũng chưa biết rõ tình hình, cũng không biết người này có quan hệ thế nào với Lam Chỉ Ngư. Lam Chỉ Ngư giận đến thở dốc, lạnh lùng đáp, Hoàng Thập Lực, tôi đi với ai không liên quan gì tới anh. Hoàng Thập Lực hừm một tiếng nặng nề, ăn cơm. Đã 3 tháng rồi em không ra ngoài ăn cơm, sao hôm nay lại ra nào ăn cơm với thằng công tử bột này? Ngô Bình hỏi, chị Chỉ Ngư, anh ta là ai? Lam Chỉ Ngư, huấn luyện viên của học viện quân sự, nửa năm trước đột nhiên tự tuyên bố tôi là bạn gái của anh ta, sau đó cứ bám giết lấy tôi. Hoàng Thập Lực chau mày, đơn phương tuyên bố, anh đã được bố em đồng ý mới tuyên bố quan hệ của chúng ta. Lam Chỉ Ngư giận dữ. Nói chuyện của tôi do tôi tự làm chủ. Hoàng Thập Lực lắc đầu, gia tộc của em đang đứng trước nguy cơ lớn, chỉ có nhà họ Hoàng của anh mới có thể giúp gia tộc của em thoát khỏi nguy cơ, chỉ dựa vào điểm này thôi thì Lam Chỉ Ngư em nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh. Cuối cùng thì Ngô Bình cũng hiểu ra quan hệ của hai bên, cậu hỏi, chị Chỉ Ngư, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Lam Chỉ Ngư thở dài, hôm nay tới đây thôi, xin lỗi nhé. Ngô Bình cười. Nói, không sao. Hoàng Thập Lực nghe Ngô Bình gọi Lam Chỉ. Ngư là chị Chỉ Ngư thì lạnh lùng nói, nhóc con, dám có ý đồ với người phụ nữ của Hoàng Thập Lực này, có phải chán sống rồi không? Ngô Bình hỏi Lam Chỉ Ngư, chị Chỉ Ngư, có phải chị thật sự không thích anh ta không? Lam Chỉ Ngư chừng anh ta, nói, là chán ghét. Ngô Bình gật đầu, hiểu rồi. Sau đó, cậu đột nhiên khoác vai Lam Chỉ Ngư, cười. Nói, tôi để ý chị ấy đó, anh đánh tôi đi. Hoàng Thập Lực tức nổi gân xanh, cao giọng hét, thả cô ấy ra. Ngô Bình, đối diện có một ngọn núi hoang, tôi ở đó đợi anh. Cậu nói xong thì ra ngoài qua cửa sổ, Hoàng Thập Lực không chút do dự, hét lớn rồi đuổi theo sau. Lam Chỉ Ngư giật mình và cũng đuổi theo sau. Gần khách sạn có một ngọn núi hoang, trên đỉnh núi có một khu vực khá bằng phẳng, Ngô Bình dừng lại ở đó, vòng tay trước ngực. Đợi Hoàng Thập Lực xuất hiện. Mười mấy phút sau, Hoàng Thập Lực chạy lên đỉnh núi, anh ta nhìn quanh bốn phía, sau đó đốt một điếu thuốc, vẻ tức giận trên mặt bỗng nhiên biến mất. Ngô Bình hơi bất ngờ, hỏi, sao anh còn chưa ra tay? Hoàng Thập Lực cười, nói, đánh nhau với người lĩnh hội được chuông thái thượng, thứ mà mấy ngàn năm nay không phải ai cũng làm được, cậu nghĩ tôi ngốc sao? Ngô Bình chau mày, vậy nên anh muốn làm gì? Hoàng Thập Lực móc điếu thuốc đặt lên tai, sau đó ôm quyền nói, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Thập Lực. Tôi đến đây là đại diện cho nhà họ Hoàng đến kết thân với cậu Ngô. Ngô Bình nhíu mắt, lúc trước anh làm như vậy, là vì muốn khích tôi xuất hiện sao?
Hoàng Thập Lực nói, chuyện này cơ mật, không tiện để Lam Chỉ Ngư biết. Anh thật sự thích cô ấy sao? Ngô Bình hỏi. Hoàng Thập Lực, cũng tạm. Nếu cô ấy đồng ý thì tôi thực sự sẽ nguyện ý cưới cô ấy. Ngô Bình, cho nên anh chuẩn bị kết bạn với tôi trên núi hoang. Hoàng Thập Lực chớp mắt, đương nhiên không phải. Nói xong rồi vỗ tay. Lúc này, một chiếc kiệu xa hoa do 8 người khiêng bỗng xuất hiện, 8 kiệu phu đều cao bình thường, kiệu đi từ giữa núi xuống khu đất bằng. Cậu Ngô, mời lên kiệu. Kiệu này trông còn xa hoa hơn cả những chiếc xe sang khác, bởi vì 4 kiệu phu đều là luyện khí đỉnh cao, hơn nữa rõ ràng đã trải qua huấn luyện thời gian dài. Ngô Bình lên kiệu, trong kiệu rất sang trọng, chỗ ngồi bên trong vừa rộng vừa thoải mái, phía trước còn đặt một cái bàn, trên đó là một ấm trà. Hoàng Thập Lực cũng lên theo, anh ta rót chén trà cho Ngô Bình trước, nói, mời cậu dùng trà. Ngô Bình, tôi không rõ chuyện trong thủ đô, làm phiền anh giới thiệu một chút. Hoàng Thập Lực nói, nhà họ Hoàng có 2 người đang làm quan trong triều, nhưng làm quan không phải công việc chính của nhà họ Hoàng, dù sao trong triều có người thì cũng dễ nói chuyện, nhà họ Hoàng chủ yếu là kinh doanh. Ngô Bình, kinh doanh gì vậy? Hoàng Thập Lực, thật ra là một trạm trung chuyển tài nguyên giữa các thế giới lớn nhỏ khác nhau như tiên giới, linh giới. Nhà họ Hoàng chúng tôi là một gia tộc lớn ở song tử linh giới, làm kinh doanh là bán đồ từ song tử linh giới ra ngoài, sau đó lại mua những thứ khác về bán lại. Ngô Bình rất bất ngờ, song tử linh giới. Hoàng Thập Lực, có tiên giới, cũng có linh giới. Song tử linh giới chính là một trong rất nhiều linh giới đớ. Ngô Bình, vì vậy tôi có thể giúp được gì cho nhà họ Hoàng các anh? Hoàng Thập Lực cười nói, nghe nói cậu Ngô lĩnh ngộ được phách kiếm, tương lai chắc chắn sẽ đến vạn kiếm tiên giới. Nhà họ Hoàng trước giờ vẫn luôn muốn làm ăn với vạn kiếm tiên giới, nhưng đáng tiếc là không có đối tác tin cậy. Ngô Bình, tôi cũng chưa từng đến vạn kiếm tiên giới, e rằng không giúp được các anh. Hoàng Thập Lực lắc đầu, không, công tử lĩnh ngộ được truyền thừa phách kiếm. Sau này nhất định sẽ là anh tài trí tôn kiếm đường. Qua một thời gian, chắc chắn cũng sẽ có một chỗ đứng ở vạn kiếm tiên giới. Ngô Bình hiểu ý của Hoàng Thập Lực, bọn họ đây là đang chuẩn bị cho việc hợp tác sau này trước. Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi, các anh chủ yếu kinh doanh gì vậy? Hoàng Thập Lực, song tử linh giới là một linh giới rất đặc biệt, bên trong có một vài dược liệu và khoáng sản, ngay cả tiên giới cũng không có, mà phải mua từ song tử linh giới. Nhà họ Hoàng tôi là kinh doanh những thứ đặc thù này. Nói xong, anh ta lấy ra một miếng kim loại màu xanh xám từ trong túi chữ đồ bên hông, nói thứ này gọi là vô cực linh kim. Vô cực linh kim có một đặc điểm đặc thù, nó có thể mang theo năng lượng bùa chú. Người sử dụng nó có thể dùng nó tạo thành phù kim theo nhu cầu. Hơn nữa, vô cực linh kim còn có thể nén vô hạn, bởi vậy nó thường được dùng để chế tạo pháp khí, binh khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó, anh ta lại lấy ra một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm có màu xanh lam, rộng chừng 3 ngón tay, bề mặt dày đặc vảy bên trên. Nếu nhìn kỹ, lớp vảy này là do vô số bùa chú nhỏ tạo thành. Ngô Bình kinh ngạc, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mũi kiếm, chỉ cảm thấy nó vô cùng sắc bén, có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc thật. Thanh kiếm này chỉ đơn giản là bùa chú nén lại. Nếu tổ hợp thành pháp trận bùa chú lớn mạnh hơn, thì sẽ kỳ diệu hơn nhiều. Hoàng Thập Lực gật đầu, cậu đúng là có mắt nhìn. Khắc một pháp trận vào trong pháp khí cũng không khó, khó là nén ép vô cực linh kim, đây là một kỹ thuật rất phức tạp, chỉ có nhà họ Tô nắm giữ công nghệ chế tạo vô cực linh kim. Thanh kiếm này là do nhà họ Hoàng chúng tôi tạo ra, không thể so được với pháp khí do nhà họ Dương tạo ra. Ngô Bình hỏi, nhà họ Tô cũng ở song tử linh giới. Hoàng Thập Lực, đúng. Nhà họ Tô không có nhiều người, nhưng địa vị ở song tử linh giới không kém gì nhà họ Hoàng, chính là vì bọn họ nắm giữ kỹ thuật chế tạo vô cực linh kim. Ngô Bình, vô cực linh kim cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể làm được sao? Hoàng Thập Lực cười nói, 90% nơi sản xuất vô cực linh kim là do nhà họ Hoàng chúng tôi nắm giữ. Giá vô cực linh kiếm thế nào? Một lượng linh kim có giá 5.000 tiên tệ. Ngô Bình nhớ đến thanh kiếm lúc nãy, nặng 50 cân, chỉ riêng chi phí đã mất đến hơn chục triệu tiên tệ rồi. Hoàng Thập Lực, ví dụ như trước kia có người dùng 1 triệu cân vô cực linh kiếm tạo thành một chiếc búa, chỉ riêng chi phí vô cực linh kim đã lên đến 50.000 tỷ tiên tệ rồi. Ngô Bình nghĩ, bước tiếp theo bản thân phải tu luyện chân phù cảnh,
đến lúc đó có thể tạo được pháp khí phù hợp với mình, mà vô cực linh kim chính là thứ mà cậu cần. Chiếc kiệu ổn định di chuyển 10 mất phút, dừng lại trong một căn nhà cổ kính. Xuống kiệu, phía trước đã được trải thảm, kéo dài đến sảnh lớn. Trong sảnh lớn, có một mỹ nhân cổ điển đang ngồi ở đó, cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc buộc đơn giản phía sau. Cô ấy có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt hạnh mày liễu, làn da có chút tái nhợt, nhìn thấy Ngô Bình nhưng cũng không đứng dậy. Ngô Bình tiến vào thì mới phát hiện cô ấy đang ngồi trên xe lăn, có lẽ chân không được tiện. Hoàng Thập Lực vội giới thiệu, nói cậu Ngộ, giới thiệu với cậu, đây là chị tôi, Hoàng Tử Khâm. Hoàng Tử Khâm khẽ gật đầu, nói cậu Ngô, thân thể tôi không khỏe, không thể đứng dậy nói chuyện, xin thứ lỗi. Ngô Bình, cô khách sáo rồi, không cần đa lễ. Mọi người ngồi xuống, Hoàng Tử Khâm nói, nghe danh cậu Ngô đã lâu, hôm nay được gặp là phúc đức cả ba đời chị em tôi. Ngô Bình, anh Hoàng nói muốn bàn chuyện hợp tác với tôi, nên tôi đành đến làm phiền. Hoàng Tử Khâm cười nói, cậu có thể đến, là đã để mắt đến chị em tôi rồi. Thập Lực, em lấy quà chúng ta đã chuẩn bị ra đi. Hoàng Thập Lực gật đầu, anh ta lấy ra một chiếc nhãn chứa đồ đặt lên bàn. Hoàng Tử Khâm cười nói, cậu Ngô, trong này có 30.000 cân vô cực linh kim, xem như là quà gặp mặt của nhà họ Hoàng tôi dành cho cậu. Ngô Bình không lấy nhận, nói, không công không hưởng lộc, đồ này tôi không thể nhận. Cậu biết rất rõ, bắt người tay ngắn, nói không chừng nhà họ Hoàng này còn có yêu cầu khác đối với cậu. Hoàng Tử Khâm cười nói, cậu nói như vậy thì xa cách quá rồi. Sau này nhà họ Hoàng còn phải nhờ cậy vào cậu nhiều, mong cậu không cần khách sáo. Ngô Bình nhìn Hoàng Tử Khâm, bỗng lên tiếng hỏi, chân của cô Hoàng là bị thương từ nhỏ sao? Hoàng Tử Khâm không ngờ Ngô Bình lại hỏi như vậy, cô ấy gật đầu, nói, lúc 3 tuổi tôi bị bệnh nặng một trận, sau này thì bị liệt. Hai cánh tay còn có chút sức lực, nhưng hai chân thì không thể chống đỡ được cơ thể, chỉ có thể ngồi xe lăn thôi. Ngô Bình khẽ gật đầu, nói, như vậy đi, vô cực linh kim này tôi nhận, để báo đáp, tôi có thể chữa trị chân cho cô. Hoàng Tử Khâm ngây người, nhà họ Hoàng có tiền có quyền, đã mời không ít danh y cho cô ấy, kể cả linh giới lẫn tiên giới, nhưng không cách nào chữa trị tận gốc bệnh của cô ấy, nhiều nhất chỉ có thể làm giảm nhẹ mà thôi. Cô ấy không ngờ, Ngô Bình lại nói có thể chữa được bệnh của cô ấy. Cậu tinh thông y thuật sao, cô ấy hỏi. Ngô Bình, tinh thông thì không dám nói chắc, nhưng cũng biết đôi chút. Vừa hay tôi biết cách chữa bệnh của cô. Hoàng Thập Lực vội hỏi, cậu Ngô, rốt cuộc bệnh của chị tôi do đâu mà ra? Thôi miên, Ngô Bình nói. Hoàng Thập Lực kinh ngạc, chị tôi bị thôi miên. Ngô Bình gật đầu, sâu trong nội tâm cô Hoàng đã nhận định bản thân mình không thể di chuyển, vì vậy càng ngày càng cảm thấy mất sức, cuối cùng không cách nào đứng dậy được nữa. Thủ đoạn của đối phương rất cao minh, vì vậy trước đó không ai có thể phá giải. Hoàng Thập Lực cúi đầu với Ngô Bình, vậy xin nhờ vào cậu ngôi. Ngô Bình, khách sáo. Cậu bước đến bên cạnh Hoàng Tử Khâm, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy, một luồng sức mạnh dịu nhẹ truyền vào cơ thể cô ấy. Cậu đả thông kinh mạch tứ chỉ của cô ấy trước, sau đó dùng con rối bóng dáng, nhập vào Hoàng Tử Khâm, sức mạnh của con rối bóng dáng mạnh hơn thôi miên rất nhiều, lập tức giải bỏ thuật thôi miên trên người Hoàng Tử Khâm. Hoàng Tử Khâm cảm thấy hai chân như có thêm sức mạnh, Ngô Bình chỉ kéo nhẹ một cái thì cô ấy đã đứng dậy được rồi. Ngô Bình cười, nói cô Hoàng, cô thử đi về trước mấy bước xem. Hoàng Tử Khâm nhẹ nhàng bước tới một bước, cảm giác thoải mái truyền khắp cơ thể cô ấy vui mừng, bước thêm mấy bước nữa. Cô ấy đi được mấy bước thì Ngô Bình bảo, cô ấy ngồi xuống, nói, xem ra cô Hoàng đã không sao rồi, làm quen mấy ngày là có thể đi lại như người bình thường thôi. Hoàng Tử Khâm cảm thấy quá bất ngờ, hỏi, cậu Ngô, cậu đã chữa khỏi cho tôi bằng cách nào thế? Còn nữa, sao tôi lại bị thôi miên? Ngô Bình trả lời câu hỏi thứ hai của cô ấy trước, cô Hoàng, trước khi cô không thể đi lại được, có phải cô đã từng tiếp xúc với thứ gì kỳ lạ không? Hoàng Tử Khâm suy nghĩ rồi nói, lúc nhỏ tôi từng mất tích 3 ngày, mà ký ức trong mấy ngày đó cũng không còn nữa, có lẽ là lúc đó. Ngô Bình nói, có người đã thôi miên cô Hoàng, không biết người đó có mục đích gì, bây giờ cô Hoàng đã bình phục rồi, sau này nên cẩn thận hơn. Hoàng Tử Khâm gật đầu, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Vì cậu đã chữa lành cho Hoàng Tử Khâm nên quan hệ của họ cũng bỗng chốc trở nên thân thiết hơn,
Ngô Bình ở lại nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ mới chào tạm biệt và ra về. Ngô Bình vốn định về nhà, vì dù gì nếu cậu dùng độn thuật thì sẽ có thể nhanh chóng về đến Trung Châu. Có điều Lam Chỉ Ngư lại gọi điện đến, hỏi thăm tình hình của cậu, biết cậu không xung đột với Hoàng Thất Lực thì thở phào, nói tối nay cậu có thể về nghỉ ngơi ở ký túc xá, nếu không muốn về ký túc xá thì cũng có thể đến chỗ tôi. Ngô Bình cười nói, chị Chỉ Ngư sống một mình sao? Lam Chỉ Ngư, là một căn nhà bỏ không, bình thường tôi không sống ở đó. Không gian ở đó rất yên tĩnh, cậu có thể ở tạm mấy ngày. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, ok, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Mấy phút sau cậu đã đến nhà của Lam Chỉ Ngư, đấy là một biệt thự đầy hoa, cao 3 tầng và có 2 tầng hầm, diện tích mỗi tầng không lớn lắm. Một tầng hầm là nơi xem phim và tập thể thao, tầng 1 là nhà ăn, tầng 2 là phòng ngủ, tầng 3 là phòng đọc sách. Trên tầng thượng còn có một vườn hoa nhỏ, trồng rất nhiều hoa cỏ. Lâm Chỉ Ngư dọn dẹp phòng ngủ cho Ngô Bình rồi hai người cùng lên tầng thượng trò chuyện. Cậu không đánh nhau với Hoàng Thập Lực sao? Cô ấy hỏi. Rõ ràng cô ấy vẫn chưa rõ lý do thật sự Hoàng Thập Lực tìm Ngô Bình là gì. Ngô Bình, không, chị Chỉ Ngư, Hoàng Thập Lực nói nhà chị gặp nguy cơ, có thể nói cho tôi nghe thử không? Lam Chỉ Ngư im lặng một lúc rồi nói, nhà họ Lam tôi cũng làm nghề mậu dịch, thời gian trước đã làm mất món hàng rất đắt giá, để có được lô hàng này, nhà họ Lam đã cầm cố toàn bộ gia sản, còn vay mượn không ít tiền. Vì vậy khi lô hàng này bị mất thì nhà họ Lam rất có khả năng sẽ phá sản. Hàng gì? Một lô dược liệu rất quý, toàn bộ được cất kỹ trong pháp bình đặc biệt, mỗi loại thuốc đều có giá trị rất lớn. Lô dược liệu đó từ đâu đến? Ngô Bình tò mò, hỏi. Mua được từ một nhà buôn dược liệu. Lúc đó nhà họ Hoàng tìm rất nhiều nhà buôn dược liệu đến, xác định những dược liệu đó vô cùng quý giá, nên mới bất chấp mọi giá mua cho bằng được toàn bộ dược liệu của đối phương. Vậy sao dược liệu lại bị mất? Ngô Bình hỏi. Lam Chỉ Ngư, dược liệu được giữ ở nơi rất cơ mật, đến cả tôi cũng không biết, hơn nữa chỗ đó chỉ có bố tôi và anh cả tôi mới biết thôi. Ai ngờ dược liệu lại không cánh mà bay, đến giờ vẫn không biết đã mất thế nào. Ngô Bình, lúc nãy chị nói tất cả dược liệu để cất trong pháp bình đúng không? Lam Chỉ Ngư nói, đúng vậy, một loại pháp bình chuyên dùng để bảo quản dược liệu, cất dược liệu trong đó có thể giữ được mấy ngàn năm, hơn nữa còn giữ được sự tươi ngon và không mất dược tính. Ngô Bình như nghĩ ra gì đó, nói, nếu nhà buôn dược liệu làm gì đó với pháp bình, biết đâu chiếc bình có thể tự bay đi. Lam Chỉ Ngư giật mình, chiếc bình có thể tự bay đi sao? Ngô Bình, theo như tôi được biết, ít nhất có mười mấy loại trận pháp có thể làm được việc này, nếu tôi đoán không nhầm thì nhà họ Hoàng của chị đã bị nhà buôn dược liệu đó lừa rồi. Lam Chỉ Ngư lẩm bẩm, thì ra là vậy, chỉ đáng tiếc nhà buôn dược liệu đó đã đi mất lâu rồi, dù bố và anh tôi có biết được nguyên nhân thì cũng không cách nào tìm lại được nhà buôn dược liệu đó. Ngô Bình, vậy thì hết cách rồi, không biết số dược liệu đó đáng giá bao nhiêu tiền tiên. Lam Chỉ Ngư, nhà họ Lam của tôi đã đầu tư vào đó tổng cộng hết 37 triệu, 500 ngàn tiền tiên, trong đó có hơn 15 triệu là đi vay mượn. Lam Chỉ Ngư nói đến đây thì đột nhiên nói, tôi phải về nhà một chuyến để nói lại cho bố và anh cả biết phân tích của cậu. Ngô Bình, được, nếu cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi. Không ca. Lam Chỉ Ngư vừa đi khỏi thì Ngô Bình liền bắt đầu tu luyện, hiện tại cậu đang không ngừng hoàn thiện các loại pháp lực. Cậu lĩnh hội được rất nhiều bí lực, cũng có rất nhiều bí pháp cần tu luyện. Cậu mãi luyện, chớp mắt đã đến trưa hôm sau. Lam Chỉ Ngư gọi đến làm cậu thức giấc. Trong điện thoại, Lam Chỉ Ngư nói hôm nay cậu có thể đến Học viện Quân sự Đại Hạ báo danh, chính thức trở thành sinh viên của Học viện Quân sự. Ngô Bình sửa soạn một chút, đến 1:30 chiều thì đến Học viện Quân sự Đại Hạ. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, cổng lớn của Học viện Quân sự không hoành tráng lắm mà chỉ là một cánh cổng bình thường. Ngoài cổng, Lam Chỉ Ngư đang đứng vẫy tay với cậu. Ngô Bình tiến về trước thì cô ấy nói, thủ tục đã hoàn tất rồi, để tôi dắt cậu đến thẳng lớp. Ngô Bình, đến lớp gì? Lam Chỉ Ngư, đưa cậu đến lớp cao cấp, vậy thì cậu có thể tốt nghiệp sớm. Ngô Bình, sinh viên của lớp cao cấp đã học bao lâu rồi? Không đồng nhất, ngắn thì 3 năm, dài thì 5 năm. Có điều, tháng sau họ đã thi tốt nghiệp rồi, vừa hay cậu có thể thi chung với họ. Ngô Bình cười mếu, tôi có thể học hết được trong 1 tháng sao? Lam Chỉ Ngư liếc nhìn cậu, không cần phải nghi ngờ,
thiên tài như cậu thì nhiều nhất chỉ cần một tuần là đã có thể hoàn thành tất cả học phần của họ rồi. Nếu không thì cậu cũng không lĩnh hội được chuông thái thượng. Ngô Bình vuốt cằm, thôi được, để tôi thử xem. Lam Chỉ Ngư, trong lớp lớn có rất nhiều hoàng thân quốc thích, con cái nhà vương công đại thần, có một số người tính khí rất xấu, cậu đừng để tâm đến họ. Đương nhiên, nếu có người thật sự quá đáng thì cậu cũng không cần khách sáo. Ngô Bình, hiểu rồi. Cậu được Lam Chỉ Ngư dẫn đến trước một tòa nhà ba tầng màu xanh, ngoài cửa có một thanh niên đang đứng, anh ta mặc đồng phục màu đen chỉnh tề, đứng yên như một tấm bia. Lam Chỉ Ngư hành lễ với anh ta, thầy cha, vị này là trò Ngô Bình, cậu ấy sẽ vào lớp cao cấp một để học. Thầy cha đó nở nụ cười hiền hòa, nói, Ngô Bình, chào mừng cậu, tôi là Trà Thanh Tuyền, là thầy chủ nhiệm của lớp cao cấp 1. Ngô Bình vội chào, chào thầy cha. Cha Thanh Tuyền, trợ giảng Lam, những việc còn lại cứ giao cho tôi, cô đi làm việc của cô đi. Lam Chỉ Ngư gật đầu, được, vậy thì phiền thầy cha. Cha Thanh Tuyền nhìn Lam Chỉ Ngư rời đi thì nụ cười trên khuôn mặt cũng vụt tắt, anh ta nói với Ngô Bình, từ sáng sớm tôi đã nhận được tin từ bên trên, yêu cầu cậu cùng tốt nghiệp với các sinh viên khác của lớp cao cấp. Ngô Bình, có thể tốt nghiệp nhanh thật tốt. Cha Thanh Tuyền, tôi không quan tâm cậu có gốc gác thế nào, lợi dụng quan hệ gì, nhưng cha Thanh Tuyền tôi trước giờ làm việc công bằng, tôi sẽ tiến hành sát hạch cậu theo yêu cầu như bình thường. Nếu thành tích của cậu không đạt thì không thể tốt nghiệp được. Ngô Bình chớp mắt, được, vậy thì sát hạch như thường lệ. Cha Thanh Tuyền nhìn cậu, không nói thêm gì mà chỉ nói, đi theo tôi. Anh ta dắt Ngô Bình đến sảnh diễn tập, trong sảnh có mười mấy học viên đang đánh giả chiến. Tất cả mọi người đều đội mũ hư cấu, dùng phương thức chơi trò chơi để chỉ huy chiến dịch. Sau khi cha Thanh Tuyền bước vào, một cô gái tầm 20 tuổi bước nhanh qua, nói, thầy cha, đây là trò Ngô mới đến sao? Cha Thanh Tuyền ừ một tiếng rồi nói, để cậu ấy cùng tham gia đánh giả chiến đi. Anh ta nói xong thì bỏ đi ngay. Cô gái đó có khuôn mặt tròn, tóc ngắn, hai mắt o, cô ta cười, nói, chào trò Ngô, tôi tên Tô Văn Tương, là một trong những trợ giảng của thầy cha. Ngô Bình, chào cô Tô. Tô Văn Tương nói, các bạn đều đang tham gia đánh giả chiến, cậu cũng cùng tham gia đi, trải nghiệm thử không gian chiến trường thật sự. Ngô Bình gật đầu, được. Tô Văn Tương chỉ sơ cho Ngô Bình làm thế nào để dùng mũ hư cấu và nói cho cậu biết quy tắc của trận giả chiến. Ngô Bình đảm nhận chức phụ đội trưởng trong cuộc giả chiến, nhưng binh lính dưới trướng của cậu thì lại là binh lính thật, chỉ có điều họ ở trong quân đội tham gia giả chiến, hai bên hợp thành một đội thông qua hình thức trực tuyến. Ngô Bình đội mũ lên thì ý thức liền rơi vào trong không gian hư cấu, mặc dù hiệu quả không được như lúc cậu trải nghiệm trong khoang chơi trò chơi nhưng vẫn khá ổn. Cậu xuất hiện trong một thành phố bom nổ ầm ầm, thành phố đã trở thành một đống hoang tàn, một viên đạn bay vụt qua tai cậu khiến cậu phải lập tức tìm chỗ ẩn thân. Lúc này, tiếng của hệ thống vang lên bên tai cậu, người mới tham gia, biệt danh của cậu là Mâu Sắt, tiểu đội sắt thép 5. Cậu và thuộc hạ của cậu bị lạc nhau, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là tìm ra bọn họ, tập hợp họ lại thành một tổ chức, cùng các tổ khác bảo vệ thành phố này. Ngô Bình vẫn chưa biết mức độ thông minh của hệ thống này như thế nào nên hỏi, có bao nhiêu quân địch tấn công thành phố này? Quân thủ vệ của chúng tôi có bao nhiêu? Hệ thống, tầm 80.000 quân địch xâm lược thành phố, quân thủ thành có 50.000. Người nhưng phần lớn đều bị lạc nhau. Ngô Bình, đội tôi có được chỉ viện hoặc xin chi viện thêm không? Hệ thống, hiện tại không được thêm người, tạm thời không có quân chỉ viện. Ngô Bình, hiểu rồi. Cậu nhìn lại mình thì thấy mình đang đội một chiếc mũ bộ đội màu xám xanh, với trang bị là một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn bên hông, và mười mấy viên đạn trên người. Ngoài ra, cậu còn có một bộ máy bộ đàm. Cậu hỏi hệ thống cách dùng máy bộ đàm, sau đó dò kênh và kêu gọi đồng đội. Cậu nhanh chóng nghe thấy hồi âm. Tiểu đội trưởng, tôi là lính bắn tỉa, đang ở tầng thượng của bệnh viện trung tâm, tôi đang tìm kiếm vị trí của tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng, tôi là lính trinh sát, đang ở cửa sổ tầng 17 của tòa lầu viết chữ đỏ, từ đây có thể quan sát tình hình một bên rất rõ. Tiểu đội trưởng, tôi là lính bắn liên thanh, đang ở trong một công xưởng bỏ hoang, có mấy kẻ địch đang tìm kiếm tôi, tạm thời tôi không thể nào thoát thân được. Chỉ trong vòng một phút, có tổng cộng 7 người hồi âm, Ngô Bình lấy bản đồ điện tử đem theo. Bên mình ra, phát hiện công trường cách cậu mấy trăm mét, lính bắn liên thanh của cậu đang khá nguy hiểm, anh ta đang bị một nhóm quân địch lục soát.
Cậu lập tức nói, tất cả mọi người ở yên chờ lệnh, tôi đi tìm tay súng máy. Ngô Bình xem bản đồ xong thì khom lưng, tiến nhanh về trước. Cậu phát hiện ý thức của mình mạnh hơn người bình thường rất nhiều, có thể liên kết nhanh hơn với hệ thống, vì vậy động tác của cậu cũng nhanh hơn những người khác, phản ứng cũng nhanh hơn. Ngô Bình chưa được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, nhưng cậu từng ở chỗ Đông Vương một thời gian, loại súng nào cũng đã từng dùng qua, kỹ thuật bắn cũng rất cừ, thuộc cấp bách phát bách chúng. Cậu vừa đi được hơn 100 mét thì có một viên đạn bắn ra ở tòa nhà bên trái, phía trước, cậu lập tức lộn người, sau đó nằm úp xuống, bắn một phát, động tác nhanh lẹ, liên tiếp không kẽ hở. Phán đoán của cậu rất chuẩn xác, viên đạn được bắn vào cửa sổ ở tầng 3 tòa lầu, một kẻ địch ở sau cửa sổ đã bị cậu bắn chết, đầu bị bắn vỡ một nửa. Địch, bị giết trong tích tắc rồi. Người đóng vai kẻ địch là một đảng viên của Học viện Quân sự Lam Chi. Mặc dù Học viện Quân sự Đại Hạ rất nổi tiếng nhưng vẫn còn một học viện quân sự mạnh nữa, đó là Học viện Quân sự Lam Chi. Điểm khác biệt nằm ở chỗ Học viện Quân sự Lam Chi chủ yếu bồi dưỡng sĩ quan tầm thấp và trung, chú trọng năng lực chuyên môn và tố chất của từng người. So ra thì Học viện Quân sự Đại Hạ chú trọng bồi dưỡng sĩ quan cao, cấp và trung cấp nhiều hơn, chú trọng năng lực chỉ huy trong chiến đấu. Đương nhiên, không có chuyện gì là tuyệt đối, Học viện Quân sự Lam Chi cũng từng có tướng soái lợi hại, Học viện Quân sự Đại Hạ cũng vậy. Lúc này, trong đại sảnh diễn tập thực chiến của Học viện Quân sự Lam Chi, một học viên mở mũ ra, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Xung quanh cũng có rất nhiều bạn bị bắn chết phải thoát ra, họ thi nhau hỏi cậu ta, không phải cậu vừa vào sao? Chết nhanh vậy hả? Người đó bất ngờ nói, tôi vừa nổ súng thì không ngờ tên nhóc phía đối diện đã né được, tôi đã dùng ống kính ngắm tự động rồi đấy, hơn nữa cậu ta còn lộn người, lập tức bắn tôi vỡ sọ ngay. Những người xung quanh đều không tin, sau khi né đòn đã lập tức tìm thấy vị trí của cậu và bắn chết cậu sao? Đùa gì thế? Người đó dối lên, các cậu không tin thì có thể lên quan sát, người đó thật sự rất lợi hại. Xung quanh vẫn còn rất nhiều mũ không dùng đến. Có vài người đã lên mạng thật nhưng họ chỉ nên xem thôi chứ không thể tiếp tục tham gia trận đấu. Những người đó dùng góc nhìn của Thượng Đế để quan sát vị trí của Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình đang nhanh chân tiến về trước, hỏa tốc đến công xưởng bỏ hoang. Địa hình ở đó rất phức tạp, khắp nơi đều là sắt thép và bê tông, xe cộ không thể nào vào trong được. Ngô Bình nhanh chóng phát hiện ra một nhóm nhỏ có 3 người, họ mang theo 3 khẩu súng tiểu liên, trên người còn có lựu đạn. Hai bên cách nhau hơn 300 mét, Ngô Bình tìm chỗ ẩn nấp rồi nổ súng. Cậu ra tay rất quyết đoán, hơn nữa, còn bản liền 3 phát trong 1 giây. Bụp, bụp, bụp. 3 người đó gần như trúng đạn cùng lúc, một người bị bắn ở tim, 2 người bị bắn vào đầu. Chỉ trong tích tắc, 3 học viên của Học viện Quân sự Lam Chỉ đã phải ra khỏi cuộc chơi. Địch, thủ pháp bản súng đó thật đỉnh quá, không có kính ngắm mà lại giết một lúc 3 người cách đó hơn 300 mét. Sao hả, có phải cừ lắm không? Người bị bắn trước đó cũng lên mạng lại và hỏi bạn mình. Cừ lắm, mọi người ai cũng đồng tình. Cứ thế Ngô Bình vừa thâm nhập vừa xử lý kẻ địch và tìm kiếm tay súng máy đó. Cuối cùng cậu cũng tìm ra cậu ta, tay súng máy nấp dưới một tấm bê tông, Ngô Bình dựa vào chức năng định vị của máy bộ đàm để tìm ra cậu ta. Tay súng máy ra ngoài, cẩn trọng quan sát xung quanh. Ngô Bình, không cần nhìn nữa đâu. Kẻ địch ở khu vực này đã bị tôi xử lý sạch rồi. Thân phận ngoài đời của tay súng máy là một cựu binh có kinh nghiệm 8 năm, đã có kinh nghiệm giả chiến hơn 2 năm rồi, cậu ta biết rất rõ việc giải quyết sạch quân địch ở khu vực này khó đến mức nào, vì vậy khi nghe thấy lời của Ngô Bình, cậu ta đã rất kinh ngạc, không kiềm được, hỏi tiểu đội trưởng, cậu đã giải quyết một mình sao? Ngô Bình, tổng cộng có 11 người. Tay súng máy trừng lớn mắt, nói, đội trưởng, cậu ngầu thật. Trong đám người đó có mấy tên có kỹ thuật bắn cực tốt, suýt nữa tôi đã bị bọn họ bắn chết rồi. Ngô Bình không có thời gian nói chuyện với cậu A, bèn nói, chúng ta đi tìm bản tỉa. Tay súng máy gật đầu, đeo lên lưng một ít hộp đạn và lựu đạn, đi theo phía sau Ngô Bình, đi đến bệnh viện trung tâm. Rời khỏi công xưởng, đi chưa bao xa thì đã nghe thấy phía trước vang lên tiếng súng dày đặc. Ngô Bình leo lên tầng 5 quan sát. Phát hiện đối diện là quân ta và quân địch đang giao tranh một trận khói lửa. Quân ta là một tiểu đội 11 người, đối diện là một hàng 5-60 người, quân địch chiếm ưu thế áp đảo. Nhìn thấy cảnh này,
tay súng máy không nhịn được lên tiếng, bọn họ xong rồi. Ba mặt bị bao vây, phía sau lại là khoảng đất trống, tầm nhìn bao quát. Ngô Bình, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Tay súng máy vội nói, đội trưởng, chúng ta chỉ có hai người, một khi bị bại lộ, đối phương sẽ dùng lựu đạn ném nổ chết chúng ta. Ngô Bình lại nói, ở đây cậu nghe theo lệnh tôi, bảo cậu bắn thì cậu cứ bắn. Tôi lên tầng cao nhất đánh úp bọn họ. Tay súng máy hoàn toàn không đồng ý với kế hoạch của Ngô Bình, nhưng cậu ta là lính, mà Ngô Bình lại là cấp trên, cậu ta chỉ đành phục tùng. Sau khi Ngô Bình lên lầu, tay súng máy không nhịn được tạm bỏ mũ giáp xuống, nói với chiến hữu xung quanh, vừa nãy còn cảm thấy kỹ thuật bắn súng của cậu ta tốt, có thể đánh được. Bây giờ xem ra, chỉ là một tên lỗ mãng mà thôi, tôi nghĩ cậu ta chẳng mấy chốc là thăng thôi. Này, chẳng phải người mới đều như vậy sao, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng loại người này thường là chết sớm nhất. Rất nhanh sau đó, tay thiện xạ lại đăng nhập vào, mà Ngô Bình chẳng mấy chốc đã leo lên đến tầng thượng. Trong tay cậu cầm một cây súng bắn tỉa đã cướp được, có kính ngắm gần 8 lần, cùng với 30 lãm viên đạn. Cậu điều chỉnh súng xong, nhắm chuẩn pháo thủ đối phương xuất hiện trong ống ngắm. Bằng! Một tiếng súng vang lên, pháo thủ bị hạ gục. Sau đó là phát súng thứ hai, bắn vào ngòi nổ một quả lựu đạn trên mặt đất. A mơ! Trong tiếng nổ vang vọng, 7-8 kẻ địch bị nổ tung, hiện trường hỗn độn. Đội trưởng bị vây bên trong là một cô gái. Cô ta kinh ngạc nhìn quân địch hỗn loạn, bèn hỏi, là ai bắn súng? Mấy người bắn tỉa đều nói không phải bọn họ nổ súng. Ngay lúc này, bộ đàm của cô ta vang lên âm thanh yêu cầu trò chuyện. Nữ đội trưởng nhận tín hiệu, Ngô Bình cười nói, tôi là đội trưởng đội 5 sắt thép, tôi ở tòa nhà phía sau phục kích quân địch, các cô nhân cơ hội rút lui đi. Nữ đội trưởng nghe được tin, hai mắt sáng lên, cảm ơn người Anhem, chúng tôi là tiểu đội 2 dũng cảm. Tôi là đội trưởng. Ngô Bình, chào đội trưởng tiểu đội 2, là nữ sao? Nữ lớp trưởng nhướng mày, thế nào, xem thường nữ binh sao? Ngô Bình vội nói, không có. Nói xong, cậu lại nổ súng. Phát súng thứ ba, đội trưởng của đối phương trong cơn hỗn loạn đã bị phát súng của cậu bắn nổ đầu. Mẹ kiếp, đội trưởng đối diện bị cậu bắn chết rồi sao? Nữ đội trưởng kinh ngạc hỏi. Ngô Bình, anh ta nghĩ nấp sau lưng binh lính thì tôi không bắn trúng anh ta, đúng là ấu trĩ. Nữ đội trưởng tiểu đội 5 uy vũ, các anh em mau rút lui. Ngô Bình liên tục nổ súng, đối diện lại có vô số người bị bắn chết, đặc biệt là hai tay súng máy sau khi bị bắn chết, rõ ràng hỏa lực không đủ, tiểu đội 2 dũng cảm có thể rút lui dễ dàng. Kỹ thuật bắn của Ngô Bình như thần, đối phương vừa ló đầu đã bị giết chết, khiến mọi người đành phải nấp sau bong khe. Bắn súng cối bừa bãi xung quanh. Hai phút sau, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 dũng cảm đã rút lui toàn bộ vào tòa nhà chỗ Ngô Bình, cũng sắp xếp nhân lực ở các tầng. Sau khi ném một quả lựu đạn từ trên tầng thượng xuống, Ngô Bình cũng đi đến tầng giữa, chạm mặt với nữ đội trưởng ở đây. Bởi vì trong thế giới ảo hình tượng của mọi người đều là hư cấu, Ngô Bình cũng không quan tâm cô ta trông đẹp hay không mà chỉ hỏi, đội trưởng tiểu đội 2, sao các cô lại bị quân địch vây ở đây? Đội trưởng tiểu đội 2, chúng kế địch. Trước đó, chúng tôi phát hiện một tiểu đội vận chuyển vật tư của quân địch nên chuẩn bị đến chặn bọn họ, lấy chút vật tư. Ai ngờ, người của chúng tôi vừa đến mau phục thì quân địch đã lao ra rồi. Ngô Bình, hỏa lực đội này rất mạnh, các cô có thể kiên trì đến hiện tại cũng không tệ rồi. Nữ đội trưởng gật đầu, đúng vậy. Đối diện có 2 chiếc xe thiết giáp, 5 khẩu súng cối, còn có 4 súng hỏa tiễn. Ngô Bình vẫn luôn quan sát phía đối diện, lúc này cậu đột nhiên vươn tay nổ súng, một tiếng động vang dội, một súng hỏa tiễn đang nhắm chuẩn, kết quả ống nắm đã bị Ngô Bình bản vỡ, viên đạn bay vào mắt khiến anh ta chết tại chỗ. Nữ đội trưởng giơ ngón tay cái nói, lợi hại. Ở bên kia, trong phòng huấn luyện của Học viện Quân sự Lam Chỉ, một nhóm người la mắng cởi mũ giáp xuống, bọn họ đều là những người bị Ngô Bình loại bỏ. Một đám ăn hại, mới bấy nhiêu đã bị tiêu diệt rồi. Một giáo viên tóc hoa râm đứng bên cạnh mắng mỏ, tất cả mọi người đều xấu hổ cúi đầu. Lui xuống, một người từ tiểu đội trưởng thăng cấp lên trung đội trưởng ra lệnh. Khả năng đánh lén của Ngô Bình quá đáng sợ, đội trưởng chỉ còn lại một mình anh ta, không rút lui thì anh ta cũng không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Đối phương vừa rút, người của đội 2 đã hoan hô, quân địch rút lui rồi. Bọn họ bị đánh úp sự rồi, ha ha.
Nữ nội trưởng dùng ống nhòm quan sát, cười nói, bọn họ thật sự rút lui rồi, chúng ta không cần trốn nữa. Sau đó, cô ta bắt tay Ngô Bình, đội trưởng đội 5, cảm ơn. Chúng tôi còn có nhiệm vụ, đăng xuất rồi sẽ mời cậu uống rượu. Ngô Bình, được. Sau đó, Ngô Bình dẫn theo tay súng máy tiếp tục tiến đến bệnh viện trung tâm. Tòa nhà bệnh viện vẫn còn tương đối nguyên vẹn, hơn nữa còn xây dựng công trình phòng không dân sự, vì vậy bên trong thường có một vài người dân tập trung tránh nguy hiểm. Đến gần bệnh viện, trước tiên Ngô Bình liên lạc với tay bắn tỉa, tay bản tỉa nói, đội trưởng, tôi nhìn thấy các cậu rồi. Xung quanh an toàn, có thể mau chóng đi cùa. Ngô Bình, được, tiếp tục quan sát xung quanh. Hai người đến tầng khoa ngoại, Ngô Bình nhìn thấy tay bản tỉa. Tay bắn tỉa nói, đội trưởng, gần đây quân địch rất nhiều, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Ngay lúc này, mặt đất chợt chấn động, Ngô Bình đã nhìn thấy trước cửa bệnh viện xuất hiện 4 chiếc xe thiết giáp đa công năng. Những chiếc xe thiết giáp này đều có hệ thống phát hiện chống bản tỉa, chỉ cần Ngô Bình nổ súng thì đối phương có thể nhắm được vị trí ngay lập tức. Hệ thống chống bắn tỉa này vừa xuất hiện đã khiến nhiều tay bắn tỉa gặp hạn chế, thậm chí có người còn cho rằng, trong chiến tranh hiện đại, bắn tỉa ắt hẳn sẽ phải rút lui khỏi trận chiến lịch sử. Không xong rồi, bọn họ muốn chiếm bệnh viện. Tay bản tỉa lập tức nói, đội trưởng, chúng ta rút ngay thôi. Ngô Bình nhìn cậu ta, rút gì chứ? Vị trí chúng a tốt như vậy, đúng lúc có thể đánh lén bọn họ. Nói rồi, cậu lấy súng hỏa tiễn từ tay súng máy. Dọc đường đi, cậu giết không ít quân địch, nhặt được không ít vật tư, súng hỏa tiễn là một trong số đó. Dựng xong bệ bắn, cậu lập tức nhắm vào một chiếc xe thiết giáp trong đó, phóng tên lửa. Tốc độ tên lửa chậm nhưng Ngô Bình nắm chắc thời cơ rất tốt, hơn nữa cậu từ trên cao nhìn xuống, đúng lúc đánh được phần đầu chiếc xe. Chiếc xe thiết giáp kia vừa di chuyển thì tiếng nổ vang vọng vang lên, lửa phừng phực khắp nơi, bị nổ tung tại chỗ. Mấy chiếc xe thiết giáp còn lại lập tức lùi ra sau, nhưng Ngô Bình đã bắn tên lửa thứ hai. Lại vang lên tiếng nổ vang rền, chiếc xe thiết giáp thứ hai bị nổ tung. Ngay khi đối phương đang hỗn loạn thì Ngô Bình đổi qua súng ngắm, thấp giọng nói, ra tay. Vì thế, cậu và tay súng ngắm cùng nhau bắn giết chiếc xe thiết giáp cùng mười mấy bộ binh. Hiệu suất bắn giết thành công của Ngô Bình rất cao, một phát súng một người, trước khi quân địch rút lui, cậu đã thành công giết chết 4 người. Tay bắn tỉa cũng nổ súng, nhưng chỉ bắn chết một người. Cậu ta bỗng chốc vô cùng khâm phục Ngô Bình, nói kỹ thuật bắn súng của đội trưởng tốt thật. So với cậu, tôi chỉ là tên gà mờ thôi. Ngô Bình, đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi tìm quân trinh sát. Xuyên qua hai khu phố, Ngô Bình nhìn thấy tòa nhà văn phòng màu đỏ. Nhưng gần tòa văn phòng có hai đội quân địch đang lục soát, dường như ở đây vừa có một trận chiến xảy ra. Ngô Bình liên hệ với lính trinh sát, hỏi cậu vừa mới ra tay. Lính trinh sát, đội trưởng, vừa rồi một đội quân A bị chúng đánh tan rã, 7 trong số 13 người đã chết, có 5 người trốn vào tòa nhà văn phòng, tôi có thể nghe được tiếng họ trèo lên lầu. Ngô Bình lập tức nói với tay súng bắn tỉa, cậu đến tòa nhà cao tầng đối diện mai phục. Súng liên thanh có trách nhiệm bảo vệ người bắn tỉa. Hai người nhận lệnh rời đi, sau khi vào vị trí, Ngô Bình ra lệnh cho tay bắn tỉa nổ súng, một tên địch bị giết tại chỗ, đoàn người lần lượt tìm chỗ nấp, bắn về phía tòa nhà cao tầng đối diện. Ngô Bình vòng đến phía sau địch, đánh vỡ cửa sắt phía sau, đi lên tòa nhà văn phòng. Lên đến tầng 3, trong tầng có người mai phục, cậu nói, người của mình. Một cái đầu thò ra ngoài. Nhìn thấy Ngô Bình bèn hỏi, đội quân nào? Ngô Bình, đội sắt thép 5. Người này, đội quân của chúng tôi bị đánh tan rã, có thể gia nhập vào chỗ các cậu không? Ngô Bình nhìn trang bị của cậu ta, là lính đặc chủng lục chiến, trong các đội bình thường không có lính đặc chủng, thường là sau khi đội binh đặc chủng bị đánh tan rã, tạm thời gia nhập vào đội khác. Được, bây giờ cậu là một thành viên của đội sắt thép 5, lính đặc chủng này cong môi cười nói, vâng. Hai người tiếp tục đi lên, lại gặp 4 người lính bị đánh tan rã, được lính đặc chủng đề nghị, toàn bộ đều gia nhập vào đội sắt thép 5 của Ngô Bình. Cuối cùng Ngô Bình lên đến tầng 17, tìm được lính trinh sát. Cậu quan sát tình hình bên dưới từ trên này, quân địch có khoảng 20 mấy người, hiện tại bên này có 9 người, có thể đánh được. Cậu lập tức bảo vài người kiểm tra vũ khí, hai người cầm súng máy, một người cầm bộ bản tên lửa và súng trường. Lính trinh sát và lính đặc chủng cầm nhiều loại vũ khí và hai người nữa cầm súng bản tỉa và gói thuốc nổ cao năng.
Lúc này tay bản tỉa ở đối diện nói, đội trưởng, phía đối diện đã cử người đi vào tòa nhà cao tầng. Ngô Bình, giữ chân chúng lại, bên này chúng A có 7 người, tấn công địch từ phía sau. Giỏi. Sau đó, Ngô Bình sắp xếp một số thứ, ra lệnh cho hai tay súng bản tỉa lần lượt bắn ở tầng 5 và tầng 10, để lính cầm đạn lửa lại ở tầng 11, những người còn lại theo cậu cùng đến tầng 1 để tấn công kẻ địch. Ngô Bình xung trận dẫn đầu, vượt qua các chướng ngại vật với tốc độ kỳ lạ, nhanh chóng áp sát kẻ thù, đồng thời thi thoảng tiến hành bắn chúng. Hơn nữa hai tay bản tỉa ở trên cao kia và đạn lửa thi thoảng được bắn ra đánh cho hai đội quân của địch không dám xuất đầu lộ diện, đầu chui vào phía sau trốn. Sau khi mô phỏng thực chiến được một thời gian, Ngô Bình dần phát hiện ra các bug trong hệ thống này. Chẳng hạn như âm thanh trên chiến trường ảo rõ ràng rõ hơn so với thực tế, cậu có thể đoán được vị trí và khoảng cách của địch thông qua âm thanh. Lúc này, cậu đang trốn sau một khối bê tông lớn, nghe tiếng quân địch nổ súng, thế là rút hai quả lựu đạn, chần chừ một lúc rồi ném về phía trước. Cậu canh thời gian rất chuẩn, lựu đạn nổ tung trên không trung cách mặt đất 7-8 mét, bên dưới chính là 5 tên địch đang trốn sau vật chắn. Uy lực của lựu đạn này rất mạnh, hai viên nổ cùng lúc khiến 5 tên địch chết tại chỗ. Quân địch bỗng chốc tổn thất 5 thành viên, lập tức trở nên hoảng loạn. Bắt đầu ném bừa lựu đạn ra ngoài nhưng lại không có tác dụng, ngược lại Ngô Bình tìm được họ đầu tiên, lại ném liên tiếp vài quả lựu đạn. 10 phút sau, vẫn còn 13 tên địch, Ngô Bình dẫn người của mình đi tấn công chúng. 3 phút sau, trận chiến kết thúc, hai đội hơn 20 mấy người đều bị tiêu diệt toàn bộ, thu giữ được rất nhiều vũ khí. Sau khi giết địch xong, Ngô Bình lại liên hệ với các thành viên khác của đội 5, bảo họ gặp nhau ở trước tòa nhà văn phòng màu đỏ. Hơn một tiếng sau, lại có 4 thành viên quay về. Đến đây, đội sắt thép 5 của Ngô Bình đã có 13 thành viên. Ở trong chiến trường ảo càng lâu, Ngô Bình càng hiểu được nơi này hơn, hoạt động cũng dần trở nên thành thạo. Lại thêm nửa tiếng trôi qua, người trong tay Ngô Bình đã lên đến 25 người, đồng thời thu được rất nhiều vũ khí. Lúc này tại Học viện Quân sự Đại Hạ, vài giáo viên quan sát trận chiến thực tế mô phỏng đều chú ý đến Ngô Bình. Thành tích của Ngô Bình thật đáng kinh ngạc, kế hoạch hành động của cậu rất chu toàn, giỏi về điều binh, trận chiến nào cũng phải thắng. Cho đến giờ họ đã tiêu diệt được mấy chục tên địch, cứu sống mười mấy quân bạn. Người mới đến này thú vị đấy, một giáo viên nói, thông báo một nhiệm vụ cấp 4, xem cậu ta có thể hoàn thành không. Ngay khi Ngô Bình chuẩn bị lấy tòa nhà văn phòng làm căn cứ để tiếp tục mở rộng thành tích, âm thanh hệ thống vang lên, cấp trên ra lệnh đội sắt thép 5 đi chiếm nhà máy phát điện. Giải cứu 150 chiến sĩ bị nhốt trong nhà máy. Nghe được lệnh này, Ngô Bình sửng sốt, giải cứu 150 người, chỉ dựa vào chút người của nhóm mình. Cậu hỏi, có bao nhiêu quân địch đóng chiếm ở nhà máy điện? Hệ thống, là một đại đội quân, khoảng hơn 500 người. Ngô Bình lập tức từ chối, e là tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, cấp trên ra lệnh không được từ chối, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp. Ngô Bình im lặng một lúc lâu, hỏi, nếu không thể từ chối, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng chứ? Hệ thống, nếu hoàn thành nhiệm vụ, sẽ ghi công huân tập thể hạng nhất, cậu thì được ghi công cấp đặc biệt cá nhân. Ngô Bình, ghi công cấp đặc biệt có tác dụng gì? Hệ thống, nếu nhận được ghi công cấp đặc biệt trong thực chiến mô phỏng, sau khi tốt nghiệp, ít nhất cậu là cử nhân 3 sao. Vậy ghi công huân tập thể hạng nhất thì sao? Hệ thống, thành viên nào được ghi công huân tập thể hạng nhất ít nhất là cử nhân 1 sao. Ngô Bình gật đầu, được, vậy tôi nhận nhiệm vụ. Sau khi nói chuyện với hệ thống một hồi, Ngô Bình nói với các thành viên của đội 5, hiện giờ bên trên giao cho chúng ta một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đánh sập nhà máy điện và giải cứu 150 đồng đội bên trong. Lính trinh sát hỏi, đội trưởng, có bao nhiêu địch trong nhà máy điện? Ngô Bình, một đại đội, hơn 500 người. Mọi người nhìn nhau, một tay bắn tỉa nói, đội trưởng, e là chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Bình, tôi cũng biết nhiệm vụ này rất khó, nhưng bên trên nói chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ghi công huân tập thể hạng nhất. Mọi người cũng biết, thành viên được ghi công huân tập thể hạng nhất tốt nghiệp ít nhất là cử nhân 1 sao. Tim mọi người đập thình thịch, không phải ai cũng có thể nhận nhiệm vụ khó khăn này, chỉ có những nhóm có thành tích xuất sắc, thực lực mạnh mẽ mới có thể nhận được nhiệm vụ siêu khó này. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ vừa là thử thách, vừa là cơ hội với họ. Ngô Bình thấy mọi người động lòng bèn nói,
Nhiệm vụ thất bại, cùng lắm chúng ta offline, nhưng nếu thành công thì sẽ được ghi công huân tập thể hạng nhất. Tới luôn, lính trinh sát căn răng nói, người trong giang hồ cứ liều mạng, cùng lắm là chết, chẳng có gì phải sợ cả. Mọi người đều đồng ý đi hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Bình cười nói, được, chỉ cần các đồng chí đồng tâm hiệp lực, tôi nghĩ chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Ngô Bình phân bố nhiệm vụ cho mọi người. Sau đó mọi người đến gần nhà máy phát điện đợi đến lúc trời tối. Thời gian trên hệ thống đã qua hơn một tiếng, cuối cùng trời cũng đã tối. Ngô Bình bật ống ngắm hồng ngoại, bắt đầu bắn tỉa từng tên địch bao vây ngoài nơi đóng quân. Vài âm thanh trầm thấp vang lên, bốn lính gác canh cứ điểm trên cao đều bị hạ gục. Ngô Bình cử binh đặc chủng và quân trinh sát, đặt bốn quả bom cao năng lần lượt ở các bom khe ngoài cửa nhà máy điện, rồi dùng quần áo che lại. Lính gác bị hạ gục, quân địch bên trong nhà máy điện chẳng mấy chốc đã phản ứng lại, một người trong tiểu đội ra ngoài điều tra. Lúc này, ngay cả bốn tay bắn tỉa bên trong của Ngô Bình đều đồng thời nổ súng, 12 người trong chốc lát đã có bốn người ngã xuống. Đến khi bọn họ tìm được bong khe, thì 12 người đã chết mất 6. 6 người còn lại chỉ đành nâng tay nổ súng tán loạn. Sau đó, lại có một tiểu đội quân địch xuất hiện, bắt đầu nổ súng tán loạn về phía tòa nhà đối diện, thậm chí còn phóng cả mấy hỏa tiễn. Một đợt tập kích nổ ra, mấy chục người tiểu đội này lập tức tiến vào một bong khe. Cùng lúc đó, tay bắn tỉa của đối phương cũng bắt đầu vào chỗ, chuẩn bị dùng hệ thống phản bắn tỉa để tìm kiếm vị trí mấy người Ngô Bình. Ngô Bình nói, tạm biệt. Nói rồi, một quả bom cao năng lập tức nổ tung. Tiếng động vang dội khắp nơi, ánh lửa vươn thẳng lên trời, toàn bộ mấy chục người bên trong bong khe đều bị nổ tung lên trời. 6 tên quân địch còn lại trong lúc ngây ngốc thì quân đặc chủng đã xông lên, dùng súng tự động giải quyết bọn họ. Sau đó, lính đặc chủng tiến vào nhà máy điện, lại lắp đặt thiết bị nổ trên đường mà quân địch nhất định phải đi qua. Tiếng nổ lớn đã động đến rất nhiều quân canh giữ bên trong, lần này có hơn 100 người nối đuôi nhau xông ra. Lúc này, Ngô Bình đã mai phục ở một khu cao trong nhà máy điện, lại nổ súng bắn trúng thuốc nổ. Tiếng nổ vang vọng, lại có mấy chục người được tiễn lên đường, cũng có mấy chục người bị sóng khí kinh khủng đánh bay, đánh mất sức chiến đấu. Ngô Bình lập tức ra lệnh dùng hết hỏa lực, số lượng quân địch còn lại đều bị tiêu diệt, còn mau chóng thay quần áo của quân địch. Trong hệ thống có thể cải trang quân địch bằng quần áo, đương nhiên làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, rất dễ bị nhận ra. 20 người trong đó thay quần áo quân địch, những người còn lại thì ở bên ngoài chế tạo. Hỏa lực, thu hút sự chú ý. Sau nửa phút, bên trong nhà máy điện lại có binh sĩ của hai tiểu đội xông ra, khoảng chừng hơn 150 người. Nhóm Ngô Bình đều nằm dưới đất, giả vờ như đang hôn mê, xung quanh để giải rác súng máy. Nằm dưới đất giả vờ hôn mê cũng không cần phải có kỹ thuật diễn gì, mà xung quanh xảy ra những vụ nổ dữ dội, nên quần áo trên người bọn họ cũng đầy máu. Người của hai tiểu đội mau chóng nhìn khắp hiện trường, sau đó lao về phía cửa, bởi vì hướng đó phát ra tiếng xung, có đạn bắn về phía bọn họ. Đám người lập tức chia thành hai hướng, một trái một phải, bọn họ cách nhóm 20 người đang giả chết của Ngô Bình chừng 7-80 mét. Ngô Bình mở mắt nhìn chốc lát, sau đó thấp giọng nói, ngay khi có vụ nổ thì lập tức bắn. Nói xong thì nâng tay với hai khẩu súng, hai kíp nổ cậu sắp xếp trước đó lập tức nổ tung, mấy chục người đều bị tiễn đi. Hiện trường hỗn loạn, mà nhóm Ngô Bình đã dựng 6 khẩu súng máy, bắn về phía những người còn lại, đồng thời cũng ném đến mấy chục quả lựu đạn. Tiếng nổ vang lên liên tục, hơn 100 người này anh chóng bị tiêu diệt. Nhóm Ngô Bình lập tức cầm súng rút lui về phía sau, kết quả lại chạm mặt một tiểu đội đang xông lên. Bởi vì diện tích nhà máy điện rất lớn, toàn bộ quân chỉ viện của quân địch khi đến cần có thời gian, tiểu đội này đúng lúc lại cách gần nhất. Có chuyện gì vậy? Đội trưởng hỏi. Ngô Bình nói, quân địch hơn 1000 người, hỏa lực mạnh, chúng ta bị nổ thương vong, chỉ đành rút quân. Đội trưởng này nói, các cậu ra phía sau nghỉ ngơi đi. Nói xong thì dẫn thuộc hạ xông về phía trước. Đợi đến khi bọn họ đi chừng mấy chục mét, nhóm Ngô Bình đã dựng xong giá súng máy, lại nổ súng lần nữa. Nổ súng sau lưng quân địch lại còn là súng máy bản phá, mỗi một giây bản ra mấy trăm phát đạn, hàng chục người này đều không kiên trì được mấy chục giây thì đã ngã xuống. Lúc này, số lượng quân địch trong nhà máy điện chưa đến 200 người, phòng ngự bên trong trống rỗng, Ngô Bình bèn đưa người mau chóng chạy đến địa điểm quân mìn bị vây nhốt, khu ký túc xá của nhân viên nhà máy điện.
khu ký túc xá này rất lớn, ở hơn 1.000 người, đều là các tòa nhà 3 tầng lầu xếp thành từng hàng. Lúc này, quân địch vây bắt nơi này chỉ còn lại mười mấy người, toàn bộ đều canh giữ ở lối vào. Nhìn thấy nhóm Ngô Bình đi đến, kẻ địch đứng đầu hỏi, tình hình phía trước thế nào rồi? Ngô Bình, tình hình rất nguy hiểm, chúng tôi bị thương, nên rút về trước. Đúng rồi, tình hình bên này thế nào, người bên trong có nghe lời không? Người này nói, bọn họ không có bao nhiêu vũ khí cả, không dám xông ra. Chỉ cần nhốt thêm mấy ngày thì bọn họ cũng không kiên trì được lâu, chủ động hàng thôi. Lúc này Ngô Bình chỉ vào trong, gọi có người ra kìa ồ. Nhóm quân địch này kinh ngạc, đều nhìn vào trong cổng. Thế nhưng, bên trong lại trông giống không một ai, sau đó sau lưng bọn vang lên tiếng súng, mười mấy người này nhanh chóng bị hạ gục. Ngô Bình để lại mười mấy người dọn dẹp hiện trường, tiếp tục cải trang thành quân canh gác, còn cậu thì đưa người đi vào bên trong. Trong này có hơn 150 binh lính bên ta, Ngô Bình dùng máy liên lạc, gọi bọn họ ra ngoài, chọn ra một vài người có năng lực tác chiến mạnh trong đó, phân phát vũ khí cho họ. Trước cửa vốn có hơn 100 quân canh giữ, vì vậy có lắp đặt một kho trữ súng đạn loại nhỏ, vũ khí bên trong có thể vũ trang cho 7-80 người. Sau khi phân phát xong vũ khí, Ngô Bình lại dẫn người tấn công các cứ điểm. Bởi vì bọn họ đã thay quần áo quân địch, nên thật giả khó phân, cuối cùng chưa đến một tiếng đồng hồ đã tiêu diệt toàn bộ quân địch còn lại, hoàn thành nhiệm vụ lần này viên mãn. Lúc này, có không ít nhân vật cấp cao của Học viện Quân sự Đại Hạ đang ngồi bên cạnh quan sát trận chiến mô phỏng này, biểu hiện của Ngô Bình rất xuất sắc. Sau khi trận chiến kết thúc, thời gian trong hệ thống cũng kết thúc, Ngô Bình và chiến hữu tạm biệt nhau, sau đó cởi mũ thiết giáp xuống. Lúc này cậu mới phát hiện, mười mấy bạn học vây xung quanh đều đang nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt rất phức tạp. Tố Văn Tương cười nói, bạn học Ngô Bình, chúc mừng em, lấy được công huân hạng nhất trận chiến mô phỏng lần này. Ngô Bình, cảm ơn. Cô Tố, chương trình học tiếp theo là gì vậy? Tố Văn Tương, thời gian cũng không còn sớm nữa, tiết học hôm nay kết thúc, em có thể quay về ký túc xá. Đúng rồi, em vừa đến, vẫn chưa biết vị trí ký túc xá, cô đưa em đi. Ngô Bình, được. Lúc này, một học viên cao to ở bên cạnh đến bắt tay với Ngô Bình, cười nói, chào cậu, tôi là Từ Văn Hổ, bạn họ xưng hô thế nào? Ngô Bình bắt tay với cậu ta, chào cậu, tôi là Ngô Bình. Từ Văn Hổ cười nói, Ngô Bình, cậu đúng là lợi hại. Tôi bị hạ sớm, vẫn luôn quan sát cậu chiến đấu. Cậu lại nhận nhiệm vụ khó như vậy, nhưng chỉ dựa vào một tiểu đội mà đã giết hạ được quân địch hơn 500 người, cứu được hơn 100 chiến hữu. Ngô Bình, có thể là do tôi may mắn. Từ Văn Hổ cười nói, nào phải may mắn chứ, là thực lực. Đi thôi, cô Tố, hay là để em đưa Ngô Bình đến ký túc xá chôn. Tố Văn Tương cười nói, vậy làm phiền em rồi. Lát nữa cô sẽ cho người đưa đồ em qua. Ký túc xá Học viện Quân sự Đại Hạ là khu tập thể, 10 người một phòng. Nhưng ký túc xá rất rộng rãi, có phòng khách và nhà vệ sinh, còn có phòng máy tính, hoàn cảnh cũng không tệ. Sau khi đến ký túc xá được chỉ định, Ngô Bình phát hiện bên trong đã có 6 người. Từ Văn Hổ cười nói, Ngô Bình, tôi cũng ở phòng ký túc xá này, sau này mọi người đều là bạn cùng phòng kiêm chiến hữu rồi. Trong mấy người họ, có một cậu thanh niên cao lớn đang ngồi trên ghế, người này mặt vuông, mắt hẹp dài, lông mày đậm, trông rất khí thế. Mấy người còn lại đầu vây quanh cậu ta đánh giá Ngô Bình, nói cậu chính là sinh viên nhảy lớp có ô dù đằng sau sao. Ngô Bình, chào mọi người, tôi là Ngô Bình, học viên mới. Từ Văn Hổ muốn giới thiệu mọi người nhưng nhìn thấy vẻ mặt của người đó thì lại không dám lên tiếng, chỉ đành thấp giọng nói, bên kia có giường trống. Vị trí ở trong cùng gần nhà vệ sinh có một chiếc giường đơn, trên giường có khá nhiều đồ tạp nham, thùng rác và cây lau nhà được đặt trên đầu giường. Ngô Bình đi về phía chiếc giường đơn, đang định thu dọn đồ đạc trên đó thì khuôn mặt chữ điền đang ngồi trên ghế nói, này, đừng có động vào đồ đạc trên đó. Ngô Bình không dừng lại, chuyển hết đồ trên người lên một cái bàn cách đó không xa, trên bàn không có gì cả, vừa lúc có thể để đồ lên. Thấy Ngô Bình không nghe, mặt chữ điền sầm mặt, này thằng nhóc, mày bị điếc à, không nghe thấy tao nói gì sao? Ngô Bình xoay người nhìn hắn, cậu đang nói chuyện với tôi à? Người này cười nhạo, không phải mày lẽ nào mà chó. Ngô Bình búng tay một cái nói, hóa ra cậu còn biết cả tiếng chó. Mặt chữ điền nổi giận, hắn đứng dậy nói, gâu gâu,
Nghe thấy những tiếng chó sủa này, mọi người đều sững sờ, chuyện gì vậy? Mặt chữ Điền cũng giật thót, lẽ nào âm thanh này phát ra từ mình sao? Hắn không tin có ma, tiếp tục chỉ vào Ngô Bình nói, go go. Ngô Bình vỗ tay, giỏi thật, nói tiếng chó hay thế. Sau đó mặt chữ Điền nghĩ đến gì đó, ánh mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó chắp tay lại vái lại Ngô Bình. Ngô Bình mặt không cảm xúc nhưng vẫn búng tay một cái. Mặt chữ Điền nói, cảm ơn. Người xung quanh đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặt chữ Điền đi đến trước mặt Ngô Bình, thận trọng hỏi, tôi tên là Dương Quốc Hào, tôi xin lỗi cậu chuyện vừa rồi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, không sao, kiểu người như cậu chỉ là khách qua đường trong cuộc đời tôi thôi, tôi không để ý. Dương Quốc Hào ngượng ngùng, hắn ngây ngốc gọi Từ Văn Hổ qua hỏi, người anh em này tên gì? Từ Văn Hổ vội nói, cậu ấy là Ngô Bình. Dương Quốc Hào nói, Ngô Bình, lúc nấy có phải cậu dùng bí pháp không? Nghe thấy hai chữ bí pháp, mọi người đều ngạc nhiên, có thể sử dụng bí pháp chẳng phải chứng tỏ Ngô Bình là cường giả bí cảnh sao? Phải biết cả học viện quân sự đại hạ này chỉ có mấy người là cường giả bí cảnh, hơn nữa đều được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Ngô Bình không phủ nhận nói, cậu dám kiêu ngạo như thế chắc cũng có chỗ dựa nhỉ. Dương Quốc Hào vội nói, không được xem là chỗ dựa, cậu họ của tôi là phó chủ nhiệm cấp thấp của học viện quân sự. Ngô Bình, thảo nào cậu lại kiêu căng như thế? Dương Quốc Hào cười khổ, cậu đừng cười cợt tôi nữa. Lúc này, có người đưa chăn, chậu rửa mặt và đồ của Ngô Bình đến, Từ Văn Hổ và Dương Quốc Hào vội vàng đến chuyển giúp. Ngô Bình ngồi ở một bên đợi họ trải xong ra giường, để đồ xuống xong cậu mới nói cảm ơn nhiều. Dương Quốc Hào cong môi cười, Ngô Bình, thực lực của cậu mạnh nhất, sau này cậu là đại ca phòng ký túc xá chúng ta. Mấy người Từ Văn Hổ gật đầu, ở một nơi như học viện. Quân sự, hầu hết mọi người đều có lai lịch và chỗ dựa, nhưng so với một cường giả bí cảnh như Ngô Bình thì những điều đó không quá quan trọng. Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi, buổi tối bên học viện quân sự có huấn luyện không? Dương Quốc Hào nói, không có, buổi tối hoạt động tự do. Nhưng không thể rời khỏi học viện. Ngô Bình hơi thất vọng, không thể ra ngoài sao? Dương Quốc Hào, chuyện này thì hết cách, bảo vệ cực kỳ nghiêm, hơn nữa buổi tối có người kiểm tra phòng. Bọn tôi từng muốn ra ngoài, kết quả nửa đường lại bị bắt về. Ngô Bình, có phải đến giờ cơm tối rồi không? Dương Quốc Hào, ừ, bây giờ có thể đến canteen rồi. Đồ ăn ở canteen thế nào? Ngô Bình hỏi, cậu rất khó tính trong vấn đề ăn uống. Dương Quốc Hào cười nói, rất khó ăn, canteen là do một hộ gia đình có quan hệ ký bao chọn, đồ ăn đắt hơn bên ngoài gấp 10 lần không nói, quan trọng là thực sự không ngon. Ngô Bình xoa cằm nói, vậy thì ra ngoài ăn đi. Dương Quốc Hào chớp mắt nói, đại ca, không ra ngoài được. Ngô Bình, tôi nói có thể đi được thì nhất định có thể đi. Mắt mọi người đều sáng rực, gật đầu. Sau đó Ngô Bình tạo ra ảo ảnh trong ký túc xá. Nếu có người đi vào kiểm tra sẽ thấy bọn họ đều nằm trên giường nghỉ ngơi, sẽ không phát hiện họ đã rời khỏi ký túc xá. Sau đó Ngô Bình thi triển độn thuật, sau một màn sương, mọi người đều biến mất. Mấy người Ngô Bình bỗng xuất hiện trong một công viên đối diện Học viện Quân sự Đại Hạ. Dương Quốc Hạo nhìn xung quanh, sau đó giơ ngón tay cái lên với Ngô Bình nói, đại ca, nếu đã ra ngoài thì tại sao chúng ta không đến Đại Đô Hội vui chơi? Hôm nay... Đại ca mới đến ký túc xá của chúng tôi sẽ mời khách, mời đại ca và các anh em thưởng thức các cô gái trẻ của Đại Đô Hội. Ngô Bình hỏi, đồ ăn ở Đại Đô Hội có ngon không? Dương Quốc Hào cười nói, xem kìa, đầu bếp ở Đại Đô Hội đều là đầu bếp hàng đầu toàn cầu đến, ngon lắm. Ngô Bình gật đầu, được, vậy cậu cứ sắp xếp đi, cậu biết Dương Quốc Hào là trùm ở đây nên khá quen thuộc với thần kinh, để hắn sắp xếp là phù hợp. Dương Quốc Hào, được thôi. Hắn lấy điện thoại ra gọi đến một số hỏi, quản lý Chu, có phòng VIP không? Ừ, vậy sắp xếp cho tôi một phòng VIP đế vương, bọn tôi đến ngay. Cúp điện thoại, hắn cười nói, đại ca, vậy làm phiền cậu thêm chút nữa, chúng ta đến thẳng Đại Đô Hội. Ngô Bình, được. Đại Đô Hội là một trong các địa điểm giải trí cao cấp nhất, lớn nhất ở thần kinh, thậm chí có không ít hoàng thân quốc thích, con cháu nhà quyền quý đều đây tiêu pha. Tất nhiên, ông chủ của Đại Đô Hội cũng rất có lai lịch, trong số các cổ đông mấy người hoàng thân quốc thích, vương gia hiện nay. Đại Đô Hội có diện tích hơn 20.000 hecta,
trong đó có rất nhiều khu vui chơi giải trí, nơi mà Dương Quốc Hào muốn đến là tòa nhà Vạn Quốc, nơi tiêu phí tâm trung của Đại Đô Hội. Trong tòa nhà Vạn Quốc có nhiều người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, nhiều màu da và ngoại hình, lứa tuổi nào cũng có, thế nên đây là nơi yêu thích nhất của nhiều người giàu có và quan chức. Tất nhiên, mức tiêu phí của tòa nhà Vạn Quốc không thấp, mức tiêu pha bình quân ít nhất là 1 triệu một đêm. Nhưng dù vậy, lối vào của tòa nhà Vạn Quốc vẫn tấp nập người qua lại, người ra vào không ngừng. Sau khi đi vào Đại Đô Hội, Ngô Bình mới biết nơi này lớn thế nào. Khi bước vào tòa nhà Vạn Quốc, quản lý Chu nhanh chóng chạy đến đón, cười nói, cậu Dương, đã chuẩn bị xong phòng rồi. Ngô Bình hỏi, quản lý Chu, tôi thấy hình như bên trong còn những nơi khác, chúng tôi đi dạo một lát rồi đến. Quản lý Chu nhìn sang Dương Quốc Hào, hắn vội nói, ừ, chúng tôi đi dạo loanh quanh trước, lát nữa đến. Ra khỏi cửa tòa nhà Vạn Quốc, Dương Quốc Hào hỏi, đại ca không hài lòng với nơi này sao? Ngô Bình, đã đến rồi thì đến nơi vui nhất chơi. Dương Quốc Hào hơi ngượng ngùng, xoa xoa tay, nói, đại ca, không sợ cậu cười chứ, mặc dù bên trong có chỗ vui đấy, nhưng anh em không chỉ nổi, trong đó không nhận tiền của thế tục, chỉ nhận vé vàng thôi. Ngô Bình hỏi, vé vàng là gì? Dương Quốc Hào lấy một thứ có kích thước bằng tờ 100 tệ từ trong ví mình ra, là vàng, trên đó có một dòng chữ đặc biệt dễ thấy, trên đó viết 1 triệu tệ. Đại ca, đây là vé vàng, một tờ như vậy có giá 1 triệu tệ. Ngô Bình cầm tờ giấy, vẻ mặt khó tin nói, vé vàng này do ai phát hành vậy? Dương Quốc Hào cười nói, là thương phiếu do Ngân hàng Tư nhân Tứ Hải phát hành, có thể đổi bất cứ lúc nào, cũng có thể lưu hành trong giới kinh doanh. Bởi vì dễ mang theo nên rất nhiều người giàu có đều thích mang theo vé vàng này, tùy ý kéo vali ra ngoài đều có thể mang theo cả chục tỷ bên mình rồi. Ngô Bình, làm như vậy, không sợ sẽ lạm phát sao? Dương Quốc Hào, không đâu. Chỉ tiêu bằng loại tiền này đa phần đều là người tu hành. Tôi nghe nói, một tiền tiên của người tu hành có thể đổi được 10-20 triệu tiền đại hạ. Một chút tiền ở giới thế tục này ở tiên giới cũng chỉ là giọt nước trong đại dương, không đáng nhắc đến, vì vậy chắc chắn sẽ không lạm phát. Ngô Bình gật đầu, cũng đúng. Giới thế tục và giới tu hành tương thông, tiền có in nhiều hơn nữa, cũng có thể tiêu hết, dù sao tài nguyên giới tu hành cũng vô hạn. Cậu ngẫm nghĩ, hỏi, loại vé vàng này, đi đâu thì đổi được? Dương Quốc Hào, trong Đại Đô Hội sẽ có, đổi nhiêu tùy ý. Mấy người họ đi đến trước một tòa nhà vàng kim, bên trên viết mấy chữ lớn Ngân hàng Tứ Hải. Tiến vào ngân hàng, một người trung niên mặc áo khoác màu lam đi đến, vẻ mặt tươi cười hỏi, anh muốn đổi vé vàng sao? Ngô Bình gật đầu, ừ, đổi một ít. Người này lập tức mời Ngô Bình đến sảnh lớn, sau đó hỏi cậu muốn đổi bao nhiêu? Ngô Bình ngẫm nghĩ, hỏi, đổi trước 10.000 vé vàng đi. 10.000 vé vàng, trị giá 10 tỷ, đây chắc chắn là một khoản tiền lớn. Người này vội nói, anh là khách quý, xin mời anh đến khu khách hàng VIP. Mấy người Dương Quốc Hào đứng đợi bên ngoài, thấy Ngô Bình vừa mở miệng đã nói 10 tỷ, đều cảm thấy khó tin. Từ Văn Hổ cũng cảm khái nói, đại ca đúng là có tiền thật, còn muốn đến 10.000 vé vàng. Dương Quốc Hào, cậu hiểu cái gì? Tu sĩ bí cảnh, nào có ai không phải phú hào chứ? Thứ bọn họ có là tài năng, có thể kiếm được rất nhiều tiền dễ dàng. Năng lực như vậy, không phải có tiền là có thể mua được. Từ Văn Hổ, đại ca mạnh như vậy, sau này chúng ta có núi dựa rồi. Dương Quốc Hào, đúng vậy. Ngày mai lên lớp huấn luyện, tôi xem cái tên họ Tô kia còn dám kiêu căng hay không. Không lâu sau, Ngô Bình đã đi ra, cậu đã đổi xong vé vàng, hỏi Dương Quốc Hào, tòa nhà Vạn Quốc vừa nãy không phải nơi mua sắm bình thường đúng không? Dương Quốc Hào gật đầu, đúng vậy. Những nơi cao cấp thật sự của Đại Đô Hội đều nằm ở khu trung tâm. Trong khu trung tâm được cao nhân mở một không gian rộng lớn, bên trong còn có hang động khác. Ngô Bình, ồ, mở cả hang động sao? Thú vị thật, chúng ta đi xem. Đi về phía trước được một đoạn thì nhìn thấy một cánh cổng lớn được làm từ một khối ngọc thạch nguyên tảng, cánh cổng cao hơn 30 mét, 20 mấy mét, thi thoảng sẽ có những vài chiếc xe và nhóm người ra vào. Bên cạnh cổng có một tòa nhà nhỏ hai lầu, bên trong có một sảnh nhỏ, Dương Quốc Hào nhanh chân đi vào, chẳng mấy chốc, hắn đã cầm mấy tấm phiếu nhỏ màu xanh đi ra. Hắn nói với mọi người, đây là vé vào cổng, mỗi vé 100.000. Muốn vào mua sắm thì buộc phải mua vé vào cổng. Lúc đi ra, cầm theo hóa đơn mua sắm thì có thể hoàn tiền.
chỉ cần mỗi cá nhân mua sắm hơn 2 vé vàng thì có thể hoàn tiền. Từ Văn Hổ cười khổ, vé vào cổng mà đã 100.000 rồi, chi phí bên trong chắc chắn rất kinh khủng. Dương Quốc Hào cũng không hẳn đều đắt như vậy, ăn uống bình thường thì không thu vé vàng, chỉ có những thứ vui chơi thật sự có giá trị thì mới thu vé vàng. Ngô Bình hỏi hắn, cậu từng đi vào chưa? Dương Quốc Hào gãi đầu, chưa từng vào, tôi chỉ là nghe người khác nói đến tình hình bên trong thôi. Mua vé vào cổng xong, nhóm người nối đuôi nhau đi vào. Đi qua cánh cổng lớn đỏ bằng ngọc chỉnh là một khoảng trống rộng lớn, bên trong có rất nhiều xe sang dừng lại, không xe nào có giá trị thấp hơn 2 triệu cả. Một tài xế thấp béo chừng 30 tuổi đi đến, nói, mấy vị khách quý có cần dùng xe không? Ngô Bình hỏi anh ta, anh biết rõ nơi này không? Tài xế cười nói, tôi làm việc ở đây 7 năm rồi, không có chỗ nào không biết cả. Ngô Bình gật đầu, được, anh lái xe đi. Ngô Bình ngồi ghế sau, Dương Quốc Hào cũng lên theo, những người còn lại thì ngồi một chiếc khác. Xe khởi động, Ngô Bình hỏi tài xế, trong khu trung tâm này có những gì, anh nói tôi nghe thử. Tài xế, trong khu trung tâm có một hang động khác, rất lớn, kinh doanh đủ mặt hàng, loại giải trí gì cũng có cả. Chỉ cần biết các anh muốn chơi gì thôi. Dương Quốc Hào lập tức nói, đương nhiên là mấy cô gái xinh đẹp rồi. Tài xế cười nói, vậy thì phải đến Kim Phượng Lâu. Các cô gái trong Kim Phượng Lâu đến từ linh giới thậm chí là tiên giới. Anh nói xem, nếu có thể chơi đùa với các cô gái từ tiên giới và linh giới thì kích thích thế nào chứ? Dương Quốc Hào hỏi, gọi một cô gái ở Kim Phượng Lâu cần bao nhiêu vé vàng? Tài xế nói, có rẻ, cũng có đắt, rẻ thì cũng phải mấy vé vàng, đắt thì không có giới hạn, mấy trăm hay đến mấy nghìn vé vàng cũng có. Ngô Bình không hứng thú đến mấy cô gái, cậu hỏi tài xế, bên trong có cửa hàng nào bán mấy thứ như dược liệu, đan dược, pháp khí không? Tài xế cười nói, vừa thấy anh đã biết là người trong nghề rồi. Tuy Đại Đô Hội là khu vui chơi giải trí, nhưng người đến đây có không ít người tu hành, nên ban trong cũng dần dần hình thành một số sản nghiệp. Mấy thứ anh nói như dược liệu này, đan dược gì đó, đều có cửa hàng chuyên biệt kinh doanh, làm ăn cũng khá tốt. Sau đó anh ta lại nói tiếp, tôi từng nghe một vài vị khách nói, khu vui chơi Đại Đô Hội này chỉ là vẻ ngoài, tác dụng thực sự của nó là nơi giao dịch của các tu sĩ. Nếu không, vật giá khu trung tâm sao lại để cao như vậy? Xe đi được một đoạn thì đi vào trong một quầng sáng xanh. Đi vào quầng sáng, Ngô Bình nhạy bén nhận ra ngay, cậu đã tiến vào một không gian khác. Chiếc xe chạy trên một con đường nhựa rất dài, hai đường là hàng cây khổng lồ cao đến cả trăm mét. Trên con đường này cũng gặp được không ít chiếc xe đang quay về. Mấy phút sau, phía trước xuất hiện một tòa nhà rực rỡ tráng lệ, có không ít chiếc xe ra ra vào vào. Tài xế nói, nơi này chính là Kim Phượng Lâu, các anh muốn vào không? Ngô Bình gật đầu, đi vào đi. Hai chiếc xe đi vào Kim Phượng Lâu, Ngô Bình lấy ra 1.000 tấm vé vàng đưa cho Từ Văn Hổ, nói các cậu vào chơi đi, hôm nay tôi mời khách. Nhưng nếu vượt hơn 1.000 vé vàng thì các cậu tự thanh toán. Từ Văn Hổ vui mừng, nói, đại ca, cậu hào phóng quá rồi. Nhưng nhiều tiền như vậy, chúng tôi cũng không tiêu hết đâu. Ngô Bình, tiêu không hết thì lần sau dùng tiếp, được rồi, các cậu vào đi. Dương Quốc Hào nhếch miệng cười, đại ca, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Ngô Bình vẫy tay, đi chơi đi, tôi đến chỗ khác đi dạo. Mấy người họ đi vào Kim Phượng Lâu. Ngô Bình thì lại lên xe, nói với tài xế, đến cửa hàng bán dược liệu. Tài xế, vâng thưa quý khách, nơi này có mấy cửa tiệm dược liệu, tôi đưa anh đến gần nhất trước, có lẽ phải đi mười mấy phút. Đường xá ở đây rất rộng, xe cộ cũng ít, tài xế chạy tầm 100 cây số trên giờ. Trên đường, Ngô Bình nhìn thấy các tòa nhà đủ kiểu dáng, đều là những khu vui chơi. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một khu nhà lớn. Bên trong là một tòa nhà 2 tầng. Đây chính là một tiệm thuốc, mặt tiền rộng rãi, ít nhất là 50 mét, sâu cũng phải mấy chục mét, không gian bên trong rất lớn. Dừng xe, Ngô Bình bảo tài xế đợi trong xe, còn cậu đứng dậy đi vào trong tiệm. Khách khứa trong tiệm rất nhiều, riêng tầng một cũng có đến mấy chục người. Dược liệu ở đây được chia làm hai loại, một loại là dược liệu bình thường đặt trong hộp. Còn một loại thì được đặt trong hộp ngọc hoặc lọ ngọc, dược liệu được cất riêng, loại này lại càng quý giá hơn. Không phải thứ mà người bình thường mua được. Ngô Bình nhìn xem, những loại dược liệu quý giá này không phải mua bằng vé vàng,
mà bằng tiền tiên. Cậu đi dạo xung quanh trong tiệm, dựa theo tình hình trong dược chẳng mấy chốc đã liệt kê một vài loại đan dược có thể luyện chế được. Cân nhắc một hồi, Ngô Bình quyết định mua 3 nhóm dược liệu, mấy dược liệu này có thể dùng để luyện chế được 3 loại đan dược. Loại đan dược thứ nhất là ma thần luyện hình đan. Loại đan dược này cần dùng huyết linh châu, có thể nâng cao thể chất rất lớn, là đan dược cấp 8. Loại đan dược thứ hai là nhập bí đan cậu từng luyện một lò, kho dược còn lại của cậu cộng thêm dược liệu ở đây, vừa đúng có thể gom đủ dược liệu cần thiết. Loại thứ ba, tên là khai ngộ đan, là một phương thức. Trong đầu cậu, cũng là đan dược cấp 8. Tiền tiên trong tay cậu không đủ, dược liệu cũng khá mắc, vì vậy cậu dùng hết tiền, cũng chỉ có thể mua được dược liệu luyện chế 3 lò ma thần hình đan, dược liệu của nhập bí đan, với dược liệu một lò khai ngộ đan. Sau khi mua được đan dược, Ngô Bình quay lại xe, hỏi tài xế, gần đây có khách sạn nào tương đối yên tĩnh không? Tài xế nói, có thưa quý khách, cách nơi này không xa, có một khu nhà thính trúc hiên. Nhưng phòng rẻ nhất trong đó một đêm cũng phải hết 10 vé vàng. Ngô Bình, không sao, cứ đến thính trúc hiên. Thính trúc lâu nằm trong một khu rừng trúc rộng lớn, sảnh chính khách sạn xây dựng theo phong cách cổ kính, trông cũng giống khách điếm xa hoa thời xưa. Một nhân viên lên đó, cười nói, chào quý khách, anh muốn thuê phòng qua đêm hay chỉ tạm nghỉ? Ngô Bình nghĩ trước trời sáng phải rời đi, bèn nói, sắp xếp vài món ăn, tìm một căn phòng, tôi sẽ nghỉ ngơi chừng 3-5 tiếng. Nhân viên lấy một cuốn sổ, nói, quý khách, bên trên có đủ các loại phòng, anh chọn một loại thử. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện trong đó có một khu vực khá yên tĩnh, nói, khu này đi. Khu vực cậu chọn có diện tích hơn một mẫu. Ở một đêm giá 35 vé vàng, nếu ngắn hạn thì giá 100.000 vé vàng. Đương nhiên phục vụ ở đây cũng chu đáo, bên trong có 10 nhân viên phục vụ nữ, 15 nhân viên nam, cung cấp rất nhiều dịch vụ miễn phí, ví dụ như ăn uống, xe cộ. Ngô Bình chẳng buồn trả giả, lập tức vào ở. Tài xế lúc này thì cậu đưa tiền Bauer 10.000 tệ cho anh ta. Đi vào khu phòng, Ngô Bình bắt đầu luyện đan. Cậu luyện nhập bí đan trước. Đan này cậu đã từng luyện rồi, bây giờ có thể luyện chế được ít nhất là đan dược thượng phẩm. Cậu lấy lò luyện đan ra, mất hơn nửa tiếng thì luyện được lò thứ nhất. Lò thứ nhất luyện được 5 viên, đan dược luyện được đều cực phẩm. Lò nhập bí đan thứ hai cũng tương tự, cộng thêm những đan dược lúc trước cậu đã luyện chế thì hiện tại trong tay cậu có 15 viên nhập bí đan cực phẩm. Sau đó, cậu luyện chế ma thần luyện hình đan. Loại đan dược này thì đây là lần đầu cậu luyện chế. Thủ pháp có phần xa lạ, nhưng vẫn ổn, lò luyện thứ nhất cậu đã luyện chế được 4 viên đan dược, hơn nữa còn là trung thượng phẩm. Lò thứ hai, luyện được 4 viên, phẩm chất là thượng phẩm. Lò thứ ba và thứ tư, toàn bộ đều luyện ra được 5 viên ma thần luyện hình đan, phẩm chất lần lượt đạt được. Thượng phẩm và cực phẩm. Liên tục luyện chế được 5 lò đan dược, Ngô Bình cũng có phần mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi một lát thì bảo tài xế đưa cậu đến cửa tiệm đan dược gần nhất. Cửa tiệm đan dược gần nhất tên danh Đan Các, mặt tiền rất lớn, sau khi bước vào chính là một sảnh lớn. Lúc này, đang có không ít người uống trà trò chuyện ở đây. Ngô Bình được mời đến một bàn trà, trên bàn có một tu sĩ đang ngồi, Ngô Bình hỏi, xin hỏi một chút, sao cửa ti đan dược này lại nhiều ngồi uống trà nói chuyện như vậy? Người này cười NN đầu anh đến đây sao? Hôm nay là ngày đấu giá của gian Đan Các, mọi người đều đang đợi buổi đấu giá bắt đầu. Ngô Bình, ra là vậy, không biết hôm nay đấu giá đan dược gì. Người này đưa một tờ giấy xanh lam cho Ngô Bình, nói, đầu được viết bên trên cả đấy. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện đan dược bán đấu giá hôm nay có đến 15 loại, trong đó tốt nhất là đan dược thượng phẩm cấp 8, thấp nhất là đan dược hạ phẩm cấp 4. Ngô Bình bỏ tờ giấy xuống, lại hỏi tiếp, nếu tôi có một viên đan dược, thì có thể giao cho danh đan các bán đấu giá không? Cậu vừa luyện đấy mấy lò đan dược, nếu có thể bán đấu giá một ít thì không gì tốt hơn. Người này gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng danh đan các sẽ lấy 20% tiền giao dịch thành công. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, Ngô Bình vẫy tay với một người làm gần đó, người làm đi đến, lịch sự hỏi, cậu có gì dặn dò? Ngô Bình, trong tay tôi có vài viên đan dược muốn bán đấu giá, muốn hợp tác với quý các. Người làm cười nói, có thể. Xin mời đi theo tôi đến bên này thương lượng. Anh ta mời Ngô Bình đến một căn phòng đơn, không lâu sau, một người trung niên tươi cười đi đến,
ông ta cười nói, âu muốn bán đấu giá đan dược gì? Ngô Bình lấy 2 viên nhập bí đan cực phẩm, 4 viên ma thần luyện hình đan trung thượng phẩm rồi nói, 2 loại đan dược cấp 8 và cấp 5 này. Sau đó lại nói rõ tác dụng của đan dược. Người trung niên nghe xong thì mắt sáng rực, thế mà là đan dược cực phẩm cấp 8, đối với danh đan các bọn họ mà nói đây chính là chuyện tốt, có thể nâng cao danh tiếng của bọn họ, từ đó sẽ khiến các cửa tiệm đan dược khác không theo kịp. Người trung niên vội chắp tay, cười nói, tôi là Châu. Nghỉ Mẫn, là trưởng quầy danh đan các này. Đan dược của cậu rất chân quý, bổn các nguyện ý hỗ trợ đấu giá. Thế nhưng, về phần phí tổn thì bổn các phải thu 20%. Ngô Bình, chuyện này không thành vấn đề. Nếu lần này bán đấu giá thành công thì sau này chúng ta có thể hợp tác dài lâu. Châu Nghi Mẫn sáng mắt, nói như vậy, cậu có thể cung cấp đan dược chất lượng cao dài hạn sao? Ngô Bình, đương nhiên. Châu Nghi Mẫn gật đầu nói, được. Sau đó ông ta lại hỏi cặn kẽ về 2 loại đan dược này, sau đó lại bảo thuộc hạ của mình thêm 2 loại đan dược này vào buổi đấu giá hôm nay. Bàn bạc điều kiện xong, Ngô Bình lại quay về buổi đấu giá. Mười mấy phút sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Màn che phía trước được kéo ra, trên bục cao chừng nửa mét, Châu Nghỉ Mẫn xuất hiện, ông ta cười nói, để các vị chờ lâu rồi. Buổi đấu giá hôm nay, sẽ đấu giá 17 loại đan dược. Bây giờ sẽ đấu giá loại đan dược thứ nhất, ma thần luyện hình đan thượng phẩm cấp 8. Chu Nghi Mẫn mở đấu giá đầu tiên chính là ma thần luyện hình đan của Ngô Bình, chuyện này khiến Ngô Bình rất bất ngờ. Rõ ràng mọi người không hiểu rõ về ma thần luyện hình đan này, Chu Nghi Mẫn nói, đan này, dùng 9 loại ma huyết, 9 loại tiên huyết, 9 loại thần huyết, không những có thể nâng cao thể chất cực mạnh, mà còn có thể cường hóa tinh thần, có được hiệu quả vô cùng thần kỳ. Đáng nhắc nhất chính là dùng đan dược này còn có thể nâng cao tỷ lệ thành công đột phá bí cảnh. Giới thiệu đan dược xong, Ngô Bình nói, đan dược này có giá khởi điểm là 1.500.000 tiền tiên, mỗi lần tăng giá ít nhất là 100.000 tiền tiên. Hiệu quả ma thần luyện hình đa cũng không tệ, mọi người đều đưa giá, nửa phút sau, được một người đưa ra mức giá 2.400.000 tiền tiên mua về. Sau đó lại đấu giá 5 loại đan dược. Rồi lại đấu giá viên đan dược ma thần luyện hình đan thứ 2. Bởi vì Châu Nghi Mẫn tuyên bố hôm nay chỉ có 2 viên ma thần luyện hình đan được đấu giá, nên viên thứ 2 được bán thành công với giá 2.600.000 tiền tiên. Tiếp đó, lần đấu giá thứ 10, cuối cùng Châu Nghi Mãn lấy ra nhập bí đan cực phẩm. Đan này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều mở to mắt, đây là đan dược có thể khiến người ta bước vào được bí cảnh đấy, hơn nữa còn là đan dược cực phẩm. Chắc chắn là loại dễ gặp nhưng khó có được. Sau khi giới thiệu tác dụng của đan dược, Châu Nghi Mẫn nói, giá khởi điểm của nhập bí đan cực phẩm cấp 5 là 500.000 tiền tiên, mỗi lần thêm giá không được thấp hơn 50 tiền tiên. Vì giá khởi điểm không cao nên có rất nhiều người đấu giá, tranh giành rất quyết liệt. 550.000, 600.000, 700.000, chỉ mới chưa đây nửa phút mà giá đã nhảy vọt lên 2 triệu. Lúc này vẫn còn 2 người đang đấu, một ông già tóc trắng và một thanh niên tóc tím, hai bên không ai chịu thua ai, cứ bám giết lấy đối phương. 2.100.000, ông già tóc bạc bình thản nói, ông ta đến từ tiên giới, thân phận thần bí, chút tiền này. Đối với ông ta mà nói gần như không đáng là gì. 2.200.000, thanh niên tóc tím cũng bình thản, dáng vẻ rất tự tin. Ông già tóc bạc bỗng dưng hỏi Châu Nghỉ Mẫn, Chu trưởng quầy. Loại đan dược này còn nữa không? Châu Nghi Mẫn cười, nói, lát nữa vẫn còn một viên. Ông già liền nói với thanh niên, anh bạn trẻ, chỉ bằng chúng ta mỗi người nhường một bước, cậu lấy viên này, viên còn lại để tôi, thế nào hả? Không ai muốn trả thêm tiền, thanh niên tóc tím nói, vậy thì cảm ơn. Cuối cùng thanh niên tóc tím đã mua được viên nhập bí đan cực phẩm đó với giá 2.200.000. Tiếp đó là viên nhập bí đan thứ 2. Nó đã được ông già tóc bạc mua với giá 2.250.000 tiền tiên. Cuộc đấu giá của Ngô Bình kết thúc thì cậu ra phía sau. Cuộc đấu giá lần này thu được tổng cộng 9.150.000 tiền tiên, trừ đi 20% phí dịch vụ, Ngô Bình còn lại 7.560.000 tiền tiên. Lúc cậu lấy được tiền thì đã là tờ mờ sáng, lúc này cậu mới quay về Kim Phượng Lâu. Kim Phượng Lâu hoạt động 24/24, không phân biệt ngày đêm. Lúc này trong một căn phòng nghỉ sang trọng của Kim Phượng Lâu, mấy người từ Văn Hổ đang tận hưởng dịch vụ massage,
họ hát karaoke và ăn khuya xong thì đã chơi đến không còn sức, giờ mát xa để khôi phục lại thể lực. Mấy người họ thấy Ngô Bình vào thì vội nói, đại ca, vào chung đi, thủ pháp mát xa chỗ này đã lắm. Ngô Bình liếc qua, mấy cô em mát xa này chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng thủ pháp lại giỏi, rõ ràng không phải những cô gái phàm tục bình thường. Cậu gật đầu, được, tôi cũng mát xa một lúc, lát nữa chúng ta về. Dương Quốc Hào, đại ca, chúng tôi đã chơi hết rồi, hai anh cũng gọi một cô gái xinh đẹp. Ngô Bình, tôi không cần đâu. Dương Quốc Hào tò mò hỏi, đại ca, chúng tôi đến chơi, còn cậu đã đi đâu? Ngô Bình, đến tiệm thuốc một chuyến, mua ít thuốc, rồi lại đến tiệm đan dược, bán ít đan dược. Dương Quốc Hào vô cùng ngưỡng mộ, đại ca còn bán đan dược nữa à? Đúng thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Ngô Bình, chúng ta nghỉ ngơi một chút thì cũng nên về rồi. Nếu về trễ thì sẽ dễ bị phát hiện lắm. Sau khi mát xa xong, Ngô Bình dẫn theo mấy người họ quay về lại ký túc xá. Họ về chưa được nửa tiếng thì kèn đã vang lên, mọi người nhanh chóng thức dậy, tham gia tập thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng ở Học viện Quân sự rất khác so với bên ngoài vì nó được mấy đại sư võ học cùng sáng tạo ra, độ khó rất cao. Chỉ cần tập một lần bài tập này thì đã mệt đến mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đều được rèn luyện. Lần đầu tiên Ngô Bình tập thể dục buổi sáng nhưng cũng không thấy bài tập này có gì quá khó. Trên thao trường có rất nhiều học viên, chia theo lớp, tạo thành đội hình vuông văn, động tác đều răm rắp. Sau khi hoạt động thể dục buổi sáng kết thúc, thì đến giờ ăn sáng, cuối cùng là lên lớp. Vì đã là lớp cao cấp nên chương trình học chủ yếu xoáy vào rèn luyện thực chiến. Còn về các tiết lý luận còn khuyết trước đó thì Ngô Bình chỉ có thể tự đi học bù. Bài huấn luyện thực chiến hôm nay cần mọi người đích thân ra chiến trường, cùng quân đội tác chiến. Đại Hạ hiện giờ không hề yên bình, biên cương phía Bắc. Là đế quốc La Sát hùng mạnh, người La Sát giỏi chiến đấu, lãnh thổ lớn gấp đôi Đại Hạ, đất nước họ mạnh không kém gì Đại Hạ. Biên cương phía Đông là Đông Doanh, Tiểu La, vì phía Bắc giáp với nước lớn nên cũng thường xuyên có va chạm với Đại Hạ. Biên cương phía Nam là phức tạp nhất, tiền triều là Triều Tống. Năm xưa bị đánh chạy về phía Nam, dần dần xâm chiếm nhiều quốc gia phía Nam, thành lập nên nước Tống hiện giờ. Thực lực của nước Tống không bằng Đại Hạ nhưng kinh tế lại phồn vinh, văn hóa phát triển. Ngoài mặt hai nước, Hạ Tống không có mâu thuẫn nhưng trên thực tế lại không ngừng có xích mích nhỏ, biên cương thường xuyên có xung đột quy mô lớn. Ngoài nước Tống ra, nước Đồ Na ở Tây Nam cũng là một nước lớn. Diện mạo của người Đồ Na không giống người Tống và người Đại Hạ. Vì vậy thường xuyên bị người Đại Hạ và người Tống liên kết xử lý. Chẳng hạn 60 lãm năm trước, nước Hạ và nước Tống đã liên thủ nuốt chửng hơn 1 triệu 800 km2 của nước Đồ Na. Hôm nay, nơi mà mấy người Ngô Bình phải đến là biên cương của Đại Hạ và nước Đồ Na, hai bên đang có một cuộc chiến tranh cục bộ quy mô nhỏ diễn ra. Một chiếc máy bay siêu thanh bay qua mấy nghìn km, đưa Ngô Bình từ lớp học cao cấp đến chiến trường. Ở biên cương, máy bay vừa đáp đất thì Ngô Bình đã nghe thấy tiếng súng dày đặc từ xa truyền đến, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bom. Đối với Ngô Bình mà nói, việc chỉ huy chiến trận kiểu này không có gì khó, cậu vừa xuống máy bay thì đã đưa mấy người Dương Quốc Hào cùng đến tiếp nhận một chỉ đội gồm 150 người, sau đó dẫn dắt họ tấn công lực lượng nước Đồ Na. Chỉ trong 10 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu đã đưa người tiêu diệt 257 người, giành được lượng lớn vũ khí. Vì hai nước đều không muốn mở rộng quy mô chiến tranh nên chỉ đánh theo tốp nhỏ, nhưng nhóm Ngô Bình lại phá tan phòng tuyến của đối phương chỉ trong tích tắc, giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào bụng đối phương. Giờ thứ 10, phút thứ 15, Ngô Bình dẫn quân đánh vào một thành phố nhỏ của nước Đồ Na, cùng lúc đó, quân trấn giữ biên cương cũng lập tức phái một đội quân đến, yểm trợ phía sau cho Ngô Bình. Sau đó, phía nước Đồ Na liền tập hợp quân đội, điên cuồng tấn công vào khu vực Ngô Bình đang chiếm đóng. Nhưng vì đã muộn nên dù họ có tấn công thế nào đều không thể giành lại được lãnh thổ đã mất. Giờ thứ 12, quân trấn giữ biên cương đã tiếp quản thành phố nhỏ mà Ngô Bình chiếm được, còn mấy người họ vì xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ nên đã rời khỏi tiền tuyến trước. Mấy người Ngô Bình được đưa đến bộ chỉ huy, họ vừa vào tòa lầu của bộ chỉ huy, các quân nhân trong đại sảnh đã vỗ tay dần dần, một trung tướng bước vội đến đón, đưa hai tay ôm chặt lấy Ngô Bình. Cười he he nói, trò Ngô, trận chiến hôm nay của các trò đã giành được cho Đại Hạ ta 240 km vuông quốc thổ. Tôi đã xin cấp trên,
cấp trên đang chuẩn bị ghi công hạng 2 cho tập thể các trò, và ghi công hạng nhất cho riêng cậu. Từ xưa đến giờ, có thể mở mang bờ cõi luôn là công lớn, Ngô Bình có thể giành được chiến công hạng nhất cũng không có gì lạ. Mấy người Dương Quốc Hào vô cùng vui mừng và phấn khởi, chuyện lập công trong khi huấn luyện thực chiến không phải chưa từng có nhưng trường hợp giành được. Chiến công hạng nhất như Ngô Bình thì cực hiếm, cũng chỉ có mấy người trong lịch sử. Ngô Bình, cảm ơn tướng quân. Trung tướng nói, buổi huấn luyện hôm nay của các trò đã kết thúc, nửa tiếng nữa sẽ quay về học viện quân sự, hy vọng sau này các trò sẽ đến thường xuyên. Vị tướng lĩnh đó nói vài câu khách sáo rồi vội vã rời đi, ông ta còn bận phải chỉ huy chiến trận. Mấy người Ngô Bình được đưa đến khu vực nghỉ ngơi, họ vừa ngồi xuống thì có một quân nhân mặc quân phục bước đến, tuổi tác không lớn lắm, tầm 20 tuổi. Người đó không cao, ngoại hình bình thường, mặt lúc nào cũng nở nụ cười, anh ta nhìn mấy người Ngô Bình và nói, này các anh nghĩ lập công là chuyện tốt nhưng lại không biết vì điều này mà mình lại đắc tội với một nhân vật lớn, tính mạng đang bị đe dọa. Ngô Bình nhìn sang người đó, hỏi anh là ai? Đối phương nói, anh không cần phải biết tôi là ai. Ngô Bình ngoảnh mặt qua, bình thản nói, tránh xa ra chút. Đối phương chau mày, anh có biết hôm nay còn một nhân vật lớn đến tiền tuyến lập công không? Nhân vật lớn đó khó khăn lắm mới giành được chiến công hạng nhì, vậy mà anh lại giành được chiến công hạng nhất. Anh làm như vậy có phải đã vả vào mặt nhân vật lớn đó không? Ngô Bình cười khẩy, nhân vật lớn thì sẽ không cần lập công. Nếu như đã cần đến công trạng thì không còn là nhân vật lớn. Người đó lắc đầu, tin hay không tùy anh. Ngô Bình, anh và tôi vốn không hề quen biết, anh lại đột nhiên chạy đến nói chuyện này với tôi, mục đích của anh là gì? Chắc không đơn giản là vì có lòng tốt đâu nhỉ. Đối phương, anh là người thông minh, vậy thì tôi cũng nói thẳng, nếu như anh chịu nhường lại chiến công hạng nhất cho nhân vật lớn đó thì chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Ngô Bình cười lạnh lùng, tại sao tôi phải nhường chiến công hạng nhất của mình cho người khác? Đối phương chau mày, tôi đã nói rồi, anh ấy là một nhân vật lớn. Ngô Bình, vậy thì hãy nói ra thân phận của anh ta đi, đừng giấu giếm giếm nữa. Đối phương im lặng một lúc rồi nói, là Lục Hoàng tử Điện Hạ. Ngô Bình, Lục Hoàng tử đương triều mà cũng cần đến chiến công hạng nhất để tăng thêm giá trị cho bản thân sao? Người đó nói với vẻ bực bội, ôi đã nói cho anh biết thân phận của anh ấy rồi, có nhường lại chiến công không thì anh liệu mà làm. Ngô Bình, muốn có được chiến công hạng nhất của tôi cũng được, anh hãy bảo Lục Hoàng tử đến tìm tôi, để anh ta tự nói. Người đó giận dữ, anh thật to gan. Ngô Bình nói, trước giờ lá gan của tôi không hề nhỏ, đối phương hừ một tiếng nặng nề rồi quay đầu bỏ đi. Dương Quốc Hào vội nói, đại ca. Nếu đối phương là Lục Hoàng tử thật thì chúng ta không nên đắc tội đâu. Ngô Bình hỏi ngược lại Dương Quốc Hào, quyền lực của Lục Hoàng tử có lớn không? Dương Quốc Hào, đương nhiên là lớn. Vậy anh nghĩ một người có quyền lực lớn như thế, địa vị cao như thế, mà lại cần một chiến công hạng nhất nhỏ nhoi sao? Dương Quốc Hào lắc đầu, không cần, đừng nói là chiến công hạng nhất, dù là chiến công đặc biệt cũng không cần. Ngô Bình, vậy thì đúng rồi. Vì vậy một là tên đó là một tên lừa đảo, hai là trận chiến hôm nay không đơn giản như chúng ta thấy. Mười mấy phút sau, một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc hoàng bào bước đến, theo sau anh ta có hai tùy tùng. Ngô Bình phát hiện hai tùy tùng đó đều là cao thủ bí cảnh hậu kỳ, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mặt mày người đó rất thanh tú, đôi mắt dài, mỗi lần cười đều híp lại, anh ta nói, Ngô Bình, nghe nói anh muốn gặp hoàng tử ta đây. Ngô Bình nhìn thấy ngọc bội trên hông anh ta cũng như dấu hiệu hoàng gia trên người thì liền đứng dậy, chắp tay chào, chào điện hạ. Ừ, người đó quan sát cậu, rồi nói, nghe nói học viện quân sự đại hạ có một tân sinh viên rất lợi hại, là đệ tử tinh anh của đại tông hạng nhất, chắc người đó là anh đúng không? Ngô Bình hơi bất ngờ, điện hạ biết tôi sao? Người lúc nãy tìm Ngô Bình cũng bước vào, anh ta hừng một tiếng lạnh lùng, Lục Hoàng tử điện hạ nắm giữ, thiên điệp. Một trong ba cơ quan tình báo lớn nhất đại hạ, sao lại không biết thân phận của anh? Ngô Bình, điện hạ tìm tôi chỉ vì một chiến công hạng nhất nhỏ nhoi đó thôi sao? Lục Hoàng tử cười, nói, đương nhiên là không phải, chiến công hạng nhất của anh không có ích gì với tôi, thứ mà tôi thật sự cần đến là thắng lợi ở cả Tây Nam. Hôm nay anh đã tạo ra một lỗ hổng ở chiến tuyến, hiện tại đại quân của ta đang theo đó tấn công vào, giành lấy toàn khu vực.
Ngô Bình rất thắc mắc, nếu như tôi không tạo ra lỗ hổng đó thì sẽ không có cuộc tấn công quy mô lớn như vậy sao? Lục Hoàng tử nói, tình thế trên chiến trường luôn có phản ứng dây chuyền từ những nhân tố nhỏ. Phòng tuyến của nước Đồ Na rất chặt chẽ, lực lượng cũng rất đều, một khi có một điểm nào đó bị phá thì cả chiến tuyến sẽ sụp đổ. 3 tháng nay, các tướng sĩ của ta ở tiền tuyến đều rất nỗ lực để tìm ra điểm đột phá, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không ngờ cậu vừa đến thì đã tạo ra được một lỗ hổng, để quân ta có được cơ hội. Ngô Bình, lẽ nào nước Đồ Na không biết được điểm này sao? Lục Hoàng tử, đương nhiên nước Đồ Na biết rất rõ, nhưng họ không ngờ lại có người bứt phá được, có lẽ sự gia nhập của anh đã tăng thêm may mắn cho quân ta. Ngô Bình, ô, may mắn sao? Lục Hoàng tử, anh là một đệ tử tỉnh Anh, mà đệ tử tinh Anh thì có ai không may mắn đâu. Ngô Bình, vậy nên Điện Hạ muốn làm người tạo ra được lỗ hổng đó, vì đó là công lớn. Lục Hoàng tử, không sai, đối với anh mà nói thì chuyện này nhiều lắm cũng chỉ là chiến công hạng nhất thôi, nhưng đối với Điện Hạ tôi đây thì lại là kỳ công mở mang bờ cõi đất nước. Lúc này Ngô Bình đã hiểu ra, nói, nếu như Điện Hạ cần thì đương nhiên tôi sẽ phối hợp. Lục Hoàng tử cười, nói, anh đúng là người thông minh, hiểu được chuyện được mất. Hoàng tử tôi đây thích nhất là người thông minh. Để cảm tạ tôi có thể phong anh làm đô thống, dẫn 15.000 binh, theo hoàng tử tôi tác chiến. Ngô Bình biết Lục Hoàng tử đang muốn kéo cậu về chung thuyền với mình, cậu suy nghĩ một lúc rồi cười, nói, vậy thì cảm ơn Điện Hạ đã tin tưởng. Lục Hoàng tử rất vui, nói, người đâu, đưa đô thống Ngô đến đại doanh của đô thống. Người đi chuyển lời lúc nấy bước qua, nói với Ngô Bình với vẻ khách sáo hơn nhiều, mời đô thống Ngô. Ngô Bình nói với mấy người Dương Quốc Hào, nếu mấy người các anh muốn kiến công lập nghiệp thì hãy đi cùng tôi. Mọi người nghiến răng rồi đều nói, chúng tôi sẽ mãi theo đại ca. Sau đó, mấy người họ lên một chiếc xe quân sự, đến đại doanh đô thống, người lúc nãy đến tìm Ngô Bình đích thân lái xe chở họ. Trên đường đi, anh ta cười, nói, đô thống Ngô, lúc nãy có gì đắc tội mong anh bỏ qua chơ. Ngô Bình, không sao, anh cũng chỉ làm việc cho. Điện Hạ thôi. Người đó nói, tôi là Phùng Thị Trương, là chân sai vặt bên cạnh Điện Hạ, đô thống Ngô cứ gọi tôi cậu Phùng là được rồi. Ngô Bình, cậu Phùng, vị trí đô thống luôn để trống sao? Cậu biết rõ mỗi vị trí chỉ có một người, Lục Hoàng tử, chịu để cậu làm đô thống, tiếp quản 15.000 binh mã thì nhất định là do vị trí đó đang bị khuyết. Phùng Thị Trương gật đầu, 2 ngày trước, mã đô thống của sư đoàn 7 đã tử trận. Anh vừa hay bù vào vị trí của ông ấy. Trong quân đội của đại hạ, trưởng quan của sư đoàn là sư đô thống, gọi tắt là sư đô. Trên sư đoàn là quân đoàn, trưởng quan của quân đoàn là quân đô thống, gọi tắt là quân đô. Một số quân đoàn hợp lại thành một binh đoàn, quan chỉ huy của binh đoàn là đô đốc. Ngô Bình, tôi vẫn còn là một sinh viên, để tôi làm sư đô e là tôi không thể nào nhận chức được. Phùng Thị Trương cười. Nói, từ xưa đến giờ thiếu niên luôn có anh hùng, đô thống Ngô khiêm tốn rồi. Hơn nữa, sư đoàn 7 đều là quân tinh nhuệ, sức chiến đấu rất mạnh. Xe nhanh chóng được lái đến chiến trường tiền tuyến với tiếng bom đạn đùng đùng, sau khi thông qua một loạt các cuộc kiểm tra, cả nhóm người đã vào một hang núi ở sườn khuất nắng. Hang núi được xây thành sở chỉ huy tạm thời, lúc này mấy quan chỉ huy đang nghiên cứu gì đó ở xa bàn điện tử. Khi nhìn thấy nhóm người họ đến thì một trong số họ hỏi các cậu đi đâu đó. Phùng Thị Trương lên tiếng, đây là đô thống Ngô mới đến, các anh mau đến chào hỏi đi. Mọi người giật mình, thật ra trong số họ đã có người đại diện sư đô, không ngờ bân trên lại phái người mới đến nhanh như vậy, thế là họ thi nhau tiến về trước, chào đô thống đại nhân. Ngô Bình gật nhẹ đầu, các vị vất vả rồi, mọi người hãy tự giới thiệu sơ về mình đi. Mấy người đó đều là quan chỉ huy dưới thất sư, có người quản lý mấy ngàn người, có người quản lý đơn vị riêng như trinh sát, tin tức, hậu cần. Sau khi Ngô Bình tìm hiểu sơ về tình hình của sư đoàn 7 thì nhìn sang xa bàn điện tử. Trên xa bàn điện tử, binh lực của quân địch đang từ 3 hướng đổ về tiền tuyến, giành cao nguyên 335 với quân đại hạ. Cao nguyên 335 là một ngọn núi địa hình dẹt, dễ thủ khó công. Một khi cao nguyên thất thủ thì sư đoàn 7 ít nhất phải rút xa 80 km. Ngược lại, nếu có thể giành được nó hoàn toàn thì có thể tiếp tục tiến về phía nam, giành nhiều lãnh thổ hơn, hoặc bất lắm thì cũng có thể giữ được vùng đất này, khiến quân địch không cách nào tấn công vào. Bằng lúc này, binh đao hai bên đang giằng co phía trên cao.
bởi vì đỉnh núi vốn là rừng rậm, địa hình phức tạp, nên không bên nào có thể đuổi được đối phương. Mã Sư Đô của sư đoàn 7 tiền nhiệm cũng vì như vậy mà đã tử trận. Ngô Bình hỏi, trận chiến trên cao này đánh bao lâu rồi? Tham mưu nói, bẩm báo sư đô, đã hơn nửa tháng rồi, phía tôi cũng đã thương vong hơn 3.000 người rồi. Ngô Bình nhìn xa bàn nói, cao nguyên nào ít nhất cũng phải 100 km², đưa 100.000 người vào cũng không đủ dùng. Cậu đi vòng vòng vài bước, nói truyền lệnh của tôi, tất cả mọi người rút lui. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng thanh nói, sư đô, không thể. Vẻ mặt Ngô Bình nặng nề, sao, các anh muốn kháng lệnh? Mọi hậu quả đã bổn sư đây chịu trách nhiệm, mau chóng truyền lệnh. Mọi người đành chịu, chỉ đành truyền lệnh rút lui với các binh linh quyết chiến trên chiến trường. Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều rút khỏi cao nguyên. Phía nước Đồ Nha bên kia vui mừng, lập tức lại cử hơn 100.000 người tiến vào cao nguyên, chuẩn bị xây dựng công sự ở đây, chiếm lĩnh hoàn toàn cao. Nguyên 335. Lúc này, Ngô Bình đã đổi sang quần áo võ quan của sư đô thống, sau đó một mình đi lên cao nguyên 335. Tu vi của cậu cao, nên cũng không sợ gặp phải kẻ địch. Cậu chỉ là dạo một vòng đã thi triển đại mộng huyền thiên kinh, trên núi lập tức đầy sương mù che phủ trên từng tấc đất. Toàn bộ sinh linh trong sương mù, một khi hít phải sương mù thì đều tiến vào ảo cảnh, sau đó sẽ mất kiểm soát mà tiến vào trong huyền thiên mộng cảnh của Ngô Bình. Trong mộng cảnh mà Ngô Bình tạo ra, các binh lính chiến đấu gian khổ hơn nửa tháng này đều quay về quê hương dịu dàng, trong đó có vô số mỹ nhân và cả thức ăn ngon, còn cả chiếc giường êm ái. Vì thế, bọn họ hô hoán, tùy ý thả sức hưởng thụ, mãi đến khi vui chơi sức cùng lực kiệt rồi mới ngã lên giường mà ngủ. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, tất cả quân địch trên núi đều chìm vào giấc ngủ, dù trùng độc có đâm chích bọn họ cũng không thức dậy. Ngô Bình thời cơ cũng đã đến, rồi quay về tổng bộ chỉ huy. Ra lệnh nói, tất cả mọi người tiến vào cao. Nguyên 335, đuổi bắt quân địch. Chuyện này mọi người càng không muốn làm, phó đô thống lớn tiếng nói, sư đô. Quân địch bây giờ chắc chắn đã làm xong công sự, lúc này chúng ta muốn đoạt lại cao nguyên, sợ là không có khả năng. Ngô Bình cười lạnh, không có khả năng. Tôi lại nói là dễ như trở bàn tay. Đừng có phí lời, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Trong quân đội, mệnh lệnh trưởng quân nhất định phải chấp hành theo. Những người này tuy không hề tình nguyện, nhưng vẫn bắt đầu triệu tập đại quân, bắt đầu xuất phát tiến vào cao nguyên 335. Cao nguyên 335 cũng chỉ có một con đường đất quanh có thể đi, nên đa phần mọi người chỉ có thể đi bộ lên núi. Ngô Bình thì dẫn theo mấy người Dương Quốc Hào ngồi trên xe chỉ huy lái thẳng lên đỉnh núi. Mọi người vừa thấy ngay cả sư đô cũng dẫn đầu làm gương, nên bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ gì khác, kiên trì xong về phía trước. Chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là khi bọn họ vừa lên đến đỉnh núi thì đã nhìn thấy quân địch ngủ say, lập tức bịt miệng kẻ thù và trói bọn chúng lại. Chuyện càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau, sau khi gặp được quân địch thì đều đang ngủ mê, nên càng dễ trói lại hơn. Một tiếng sau, sư đoàn 7 đã hoàn toàn khống chế được cao nguyên 335, bắt giữ hơn 13.000 binh lính nước Đồ Nha làm tù binh. Tin tức truyền đến chỗ Lục Hoàng tử. Anh ta vừa mừng vừa sợ, tự mình đích thân đến chỉ huy khánh công cho sư đoàn 7. Các tướng sĩ cũng rất vui mừng, bởi vì nắm giữ được cao nguyên 335 là công lao lớn. Chỉ là bọn họ vẫn còn đang mơ hồ, tại sao quân địch lại ngủ mê như vậy. Trong tổng bộ chỉ huy, Lục Hoàng tử nói vài câu chúc mừng, sau đó cho những người khác lui xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thống lĩnh Ngô, có phải anh dùng kỹ năng của tu sĩ bí cảnh không? Ngô Bình không phủ nhận, nói, không sai, là tôi khiến hơn 10.000 quân địch kia ngủ say. Lục Hoàng tử thở dài, thật ra nước Đồ Nha cũng có u sĩ mạnh, nhưng hai bên chúng ta bình thường đều không muốn dùng đến tu sĩ. Ngô Bình nhìn hai cao thủ bên cạnh Lục Hoàng tử, hỏi chẳng lẽ hai vị này không phải sao? Lục Hoàng tử, mỗi quốc gia đều có tu sĩ mạnh, nhưng bình thường tu sĩ hùng mạnh đều không muốn bị khống chế, đều không nguyện ý tham gia tranh chấp giới thế tục. Thứ hai, sức phá hoại của tu sĩ quá mạnh, dễ mất khống chế. Nếu đánh quá nặng thì đều là tai họa cho cả hai nước đang giao chiến. Ngô Bình, ý điện hạ là, nước Đồ Nha sau này cũng sẽ dùng đến cao thủ. Lục Hoàng tử, có khả năng. Thật ra hai bên vẫn luôn âm thầm cử cao thủ ra đọ sức, hai bên đều có thương vong. Nhưng hai bên đều có hạn chế,
bình thường cảnh giới tu vi đều không vượt quá bí cảnh tầng 4. Ngô Bình gật đầu, bí cảnh tầng 5 là thiên phù cảnh, có thể dùng thiên chi lực, lực sát thương nó gây ra không phải người thường có thể chịu đựng nổi, sức hủy diệt cũng rất kinh người. Lục Hoàng tử, đúng vậy, giống như kỹ thuật của đô thống Ngô hôm nay, không phải thứ mà tu sĩ bí cảnh tầng 4 có thể làm được. Ngô Bình cười nói, trước mắt tôi vẫn chỉ là bí cảnh tầng 3 mà thôi. Lục Hoàng tử rất bất ngờ, chỉ là bí cảnh tầng 3 sao? Vậy thực lực của đô thống Ngô thực sự rất xuất sắc. Ngô Bình, nếu đã không cử cao thủ bí cảnh tầng 4 trở lên thì không có gì phải sợ cả. Cho dù nước Đồ Nha có bao nhiêu tu sĩ thì tôi cũng có thể đối phó. Lục Hoàng tử gật đầu, vậy thì tốt. Lúc này, Ngô Bình hỏi, điện hệ, tôi nhìn thấy trên sa bàn điện tử, trong khu vực cách quân chúng ta chừng 150 km thì được đánh dấu màu xanh lam. Tôi muốn biết, khu vực này có gì sao? Lục Hoàng tử nói, nơi đó chính là nguyên do chúng A nhất định phải tấn công nước Đồ Nha. Khu vực màu xanh mà anh thấy vô cùng đặc biệt, không gian nơi đó gấp khúc, hình thành hai không gian thần bí độc đáo. Ba không gian thần bí này, một nơi có đầy dược liệu, một nơi có đầy kim loại chân quý. Chỉ cần có thể tiến vào hai không gian thần bí này, thực lực đại hạ quốc chúng ta có thể được nâng cao. Ngô Bình, nước Đồ Nha vẫn luôn chiếm giữ bên đó, chẳng lẽ chưa từng tiến vào không gian thần bí đó sao? Lục Hoàng tử lắc đầu, mặc dù bọn họ chiếm giữ khu vực đó, nhưng vẫn không thể tiến vào thăm dò không gian thần bí đó. Nghe nói, muốn tiến vào không gian thần bí đó cần phải có hai chìa khóa không gian. Ngô Bình, có tài liệu chi tiết không? Lục Hoàng tử, những gì tôi biết cũng có hạn, chỉ biết có một không gian dược vương giới, một không gian khác là kim mẫu giới. Ngô Bình như suy nghĩ gì đó, chẳng lẽ là linh giới? Lục Hoàng tử, tôi cũng không rõ. Muốn thăm dò hai khu vực này, đầu tiên phải giành được nơi đó mới được. Ngô Bình cười nói, lợi ích lớn như vậy, giới tu hành của đại hạ quốc ta không động tâm sao? Lục Hoàng tử nhìn cậu, cười nói, đô thống Ngô đúng là chỉ chốc lát đã nghĩ ra ngay rồi. Không sai, hành động quân sự lần này thật ra là nhóm tu sĩ kia thúc. Động. Chỉ cần bổn hoàng tử lấy được khu vực này thì chính là một công lao lớn, mà tu sĩ đại hạ cũng sẽ càng nguyện ý gia nhập dưới trướng bổn hoàng tử. Ngô Bình nhìn ra được dã tâm của Lục Hoàng tử rất lớn, trong đó tất nhiên có liên quan đến tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử. Cậu không muốn can dự vào chuyện này, vội nói, vậy chúc điện hạ sớm ngày thành công. Sau khi giành được cao nguyên 335, cuộc tấn công của đại hạ đã có tiến triển đáng kể ở các mặt, cả nước. Nước Đồ Nha đều chấn động, lại cử ra 150.000 đả quân tiếp viện biên giới, trận chiến hết sức căng thẳng. Đêm đó, Ngô Bình để lại một hình ảo, người thật thì rời khỏi tổng bộ chỉ huy, quay về thủ đô gặp Đông Vương. Đông Vương đang ở nhà uống rượu cùng Vương Phi, Ngô Bình bỗng xuất hiện, ông ta cũng không kinh ngạc, còi nói, đô thống Ngô đến thật đúng lúc, ngồi xuống cùng uống hai chén đi. Nghe thấy ông ta gọi mình là đô thống Ngô thì biết Đông Vương đã biết chuyện biên giới Tây Nam, cậu nói, đô thống tôi đây làm việc hồ đồ, nên đặc biệt đến xin thỉnh giáo Vương ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 193.